Hết lần này tới lần khác đến hắn nơi này, nhưng là thành tránh không kịp, e sợ cho dính trên nhân quả. Nam Cung Nhã Tình nghe lời này một cái, nhất thời liền không vui, cười miễn cưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn chìm xuống. Ngươi ngày hôm nay nếu như dám đi, cũng đừng mơ tưởng ra cái này Trường Sinh Đảo. Nam Cung Nhã Tình mặt đẹp hàm sát, giọng lạnh như băng. Nàng thân là Vĩnh Hằng Thần Điện chí cao vô thượng công chúa, hôm nay lại bị một cái vô danh tiểu tử cự tuyệt. Lấy nàng tính tình, cái này là tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Nam Cung Nhã Tình vừa dứt lời, liền có mấy người mặc giáp đen thị vệ đi tới vùng lân cận, phong tỏa Diệp Thần đường chạy trốn. Diệp Thần thật là khóc không ra nước mắt, nếu là đổi thành bình thường, hắn khẳng định đại phát lôi đình, nhưng đối phương là một cô gái, hơn nữa phá kiếm trận này có cam kết ở phía trước, chỉ là hắn không biết mà thôi. Nam Cung Nhã Tình cẩn thận quan sát Diệp Thần hai mắt, phát hiện người trước mắt mặt mũi mặc dù nhạt mạc, tinh khí thần lại hết sức sôi sục, hơn nữa cả người còn bao phủ nàng nhìn không thấu một tầng sương mù. Hơn năm qua, cái này đáy hồ kiếm trận cũng không có người có thể phá, hôm nay lại để cho Diệp Thần cho giải quyết hết, người này thực lực nhất định không giống vật thường. Nam Cung Nhã Tình hạ định quyết tâm sau đó, liền không do dự nữa, vậy mấy tên thực lực cao cường hộ vệ vậy đi tới, đem Diệp Thần che phủ ở trong đó. Đối mặt này cùng tình cảnh, Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là tạm thời cần phải nhưng xuống. Nam Cung Nhã Tình sắc mặt lúc này mới có chút hòa hoãn. Bất quá nhưng vào lúc này, có người không phục đứng dậy, đó là một tên Vĩnh Hằng hư không đại thế lực đệ tử nòng cốt, còn trẻ thành danh, thực lực bất phàm, cũng là Nam Cung Nhã Tình trọng yếu truy đuổi người một trong. Người cái loại này liền Nhã Tình tiểu thư thân phận cũng không biết hạ đẳng con kiến hôi, cũng xứng thả nói chuyện cưới gả. Sợ rằng ngươi là sử dụng loại nào đó không thấy được ánh sáng thủ đoạn, mới phá hư kiếm trận này đi. Tên kia thiên kiêu thần sắc lạnh như băng, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt vô cùng là không thân thiện, trong lúc nói chuyện, hắn cả người hắc quang lượn lờ, theo lời đồn tên này thiên kiêu thiếu niên có bóng tối vĩnh hằng lực lượng, đó là từ thời không trong khe lấy được một món mỏng manh lực lượng. Có thể chính là cái này một món cực kỳ bé nhỏ hắc ám vĩnh hằng, để cho tên này thiên kiêu phụ thân trở thành vĩnh hằng hư không một đời cường giả, tự tay sáng lập nhất lưu thế lực lớn, uy danh chấn nhiếp bát phương. Hôm nay liền để cho ngươi thử một chút ta cái này hắc sơn thần kiếm. Một kiếm phá hết ngươi cái này người ăn gian ngụy trang. Tên này thiên kiêu trong mắt hắc ám ánh sáng lưu chuyển, hắn bên người xuất hiện một cái lại một cái thâm thúy hắc động, tựa như có một loại ma lực kỳ dị, đem trời trăng sao toàn bộ hút vào trong đó, vặn thành phấn vụn. Người còn lại cũng làm bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động. Ngày này kiêu thực lực bất ngờ đã đạt tới trăm gia cảnh bảy tầng thiên, có thể cũng coi là thiên phú tuyệt đỉnh, trong một vạn không có một. Bất quá Diệp Thần đối mặt này cùng lỗ xoáy đen cũng không phân nửa kinh hoàng, mà là khinh thường cười một tiếng. Hắn nụ cười này để cho tên này thiên kiêu vô cùng là tức giận, quanh người hắn hơn 10 cái hư không hắc động toàn bộ tiến vào vậy cầm màu đen tuyền bảo kiếm bên trong. Ngay sau đó một cái tản ra âm thầm u quang màu đen rồng thần phóng lên cao, lên như diều gặp gió, tựa như muốn đâm thủng cái này thương khung. Hắn nhất định phải cho Diệp Thần điểm màu sắc nhìn một chút, để cho hắn biết được cái gì mới thật sự là tuyệt đỉnh thiên tài. Hắn bên ngoài thân hắc quang bỗng nhiên một thịnh, vô số tàn bạo hơi thở từ hắn thiên linh huyệt lao ra, thôi xanh đầu kia màu đen rồng thần khí tức kinh khủng. Trong nháy mắt màu đen rồng thần xé thương khung, phá vỡ hư không. Như vào chỗ không người. Ở trong mắt người khác, người này không thẹn là yêu nghiệt, quả nhiên dị bẩm thiên phú. Cùng màu đen rồng thần so sánh, tạo thành mãnh liệt tương phản Diệp Thần chính là không nhịn được ngáp một cái, tiện tay ném ra trong tay Long Uyên Thiên Kiếm. Ăn uống no đủ huyết long lúc này hăng hái đang đủ, không cần Diệp Thần bơm vào luân hồi huyết mạch lực lượng, mình liền điều khiển Long Uyên Thiên Kiếm phi lưu thẳng lên, huyết khí cuồn cuộn kích động ra. Ở hắn trong mắt, điều này hư ảo màu đen rồng thần bất quá là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Cuồng bạo huyết long hư ảnh ngay tức thì đem ảo ảo màu đen rồng thần toàn bộ áp chế, mà ẩn giấu ở Long Uyên Thiên Kiếm ở giữa huyết long lại là trực tiếp xông lên đụng tới, đem màu đen kia rồng thần chém là hai nửa. Tên kia thiên kiêu hộc máu cuồng lui, ánh mắt kinh hãi muốn chết. Hắn vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới, mình lại sẽ bị một cái chủ động đánh ra kiếm đánh bại. Hơn nữa nhìn thấy được Diệp Thần cũng không có dùng nhiều ít thực lực. Muốn cùng ta đánh, ngươi còn kém một chút sức lửa. Diệp Thần lắc đầu một cái, chia tay ra, Long Uyên Thiên Kiếm tự động trở lại trên tay hắn,
trong nháy mắt thu liếm tất cả kiếm phong ánh sáng rực rỡ. Một màn này rơi vào Nam Cung Nhã Tình trong tay, đốt nàng trong mắt ẩn giấu đã lâu kinh ngạc cùng rung động. Cái này tựa hồ không có bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy mà. Trương công tử, Lý công tử, các ngươi cũng không nên trách ta, đây là cha ta lưu lại cam kết, ai có thể phá ai là có thể lấy được khen thưởng. Nam Cung Nhã Tình hướng tại chỗ hai người người mạnh nhất truyền âm, giọng không khỏi ủy khuất cực kỳ, nàng quyết định tưới dầu vào lửa một cái, xem Diệp Thần chân chính thực lực. Hai người Vĩnh Hằng Hư Không cao cấp công tử ca hai mắt nhìn nhau một cái, bọn họ đều là người thông minh, nơi nào sẽ không biết Nam Cung Nhã Tình là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Có thể bọn họ lâu như vậy đã tới, một mực khổ khổ truy tìm Nam Cung Nhã Tình, chuyện cho tới bây giờ, làm sao chịu buông tha. Thằng nhóc, ngươi nếu có thể tiếp được ta một kiếm này, ta liền không nói gì nữa. Lý Ngụy dẫn đầu xuất thủ, hắn ánh mắt đột nhiên ác liệt, thanh bảo kiếm kia vậy rút ra một nửa, nước gợn nhộn nhạo thân kiếm hàm chứa loại nào đó vô cùng là huyền diệu kiếm thế, ở hoàn toàn rút ra ở một chớp mắt kia tựa như biến dạng hết thảy, vô hình khí thế phóng lên cao, đưa tới trời trăng sao hỗn loạn. Trước mắt mọi người không khỏi được sáng lên. Cái này Lý Ngụy công tử, không hổ là đương kim Vĩnh Hằng Hư Không kiếm đạo trẻ tuổi nhân vật dẫn quân, một tay kiếm thuật xuất thần nhập hóa. Bất quá hắn xuất hiện sau đó, tràn đầy lạnh nhạt gương mặt tuấn tú đổi được dùng mình nghiêm nghị, kiếm đạo bóng loáng sáng chói lên, âm u mà rơi, mang theo ác liệt vô cùng ý định giết người, ngay tức thì bao vây Diệp Thần chỗ ở vị trí, kiếm quang tầng tầng bao phủ, mãnh liệt kích động. Mà theo sát hắn sau đó, Trương Đào Linh vậy ra tay, hai người tựa hồ trước thời hạn ước định xong vậy, một trước một sau, ngay chớp mắt hình thành hợp chiêu. Tiếp hắn một kiếm, lại đi thử một chút ta một kiếm này đi. Hắn vậy rút ra tay trung thần kiếm, cùng Lý Ngụy không kẽ hở nối tiếp, đầu kia phượng hoàng lửa, lần nữa dương cánh bay lượn, vô số gấu quang lửa cháy mạnh tràn ngập thiên địa, dường như muốn đem hòn đảo này đảo nhỏ cháy hết. Bên cạnh các công tử ca nhanh chóng lui ra, bọn họ bị đốt được liền thần hồn cũng không chịu nổi, cảm giác được sống chết. Sợ rằng Vĩnh Hằng Hư Không trong đó không có cái đó trẻ tuổi người tu luyện có thể tiếp cái này hai kiếm. Tên đáng thương, lúc này là đạp phải thiết bản, Trương Đào Linh công tử và Lý Ngụy công tử rõ ràng cho thấy muốn đem hắn tại chỗ đánh chết, không lưu bất kỳ chỗ trống. Ha ha, chúng ta xem một chuyện Tiếu Lâm là được, Nhã Tình tiểu thư cuối cùng vẫn là sẽ ở đây hai người trong đó chọn lựa một cái. Đám người bàn luận sôi nổi, tựa như kết cục đã định. Diệp Thần đem hết thảy các thứ này thu hết vào mắt, bọn họ kiếm chiêu nhìn như động thiên triệt, vô cùng hùng vĩ vĩ đại, nhưng rơi vào Diệp Thần trong mắt, nhưng là chỗ sơ hở đầy rẫy. Vĩnh Hằng Hư Không kiếm tu cửa, liền chút thực lực này sao? Diệp Thần khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, thu trở về Long Uyên Thiên kiếm lần nữa bộc phát ra thần thánh ánh sáng màu vàng. Mà đang ở cái này một trong chớp mắt, Long Uyên Thiên kiếm hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai xuyên thấu chân trời, đồng thời vậy tiếp liền vỡ vụn cái này hai người sử dụng kiếm chiêu. Vậy âm hàn gió bão bể tan tành thành khối, lửa sắc phượng hoàng cũng bị xé được chia năm xẻ bảy. Long Uyên Thiên kiếm như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, lại vừa thấy, lại có thể lại trở về Diệp Thần trong tay. Hai người kia kiếm chiêu tiếp liền bị phá, lại là chật vật không chịu nổi, sắc mặt so gan heo còn khó hơn xem. Có vài người còn chưa kịp phản ứng, nhìn ngây ngẩn trong sân Diệp Thần thu hồi kiếm. Lúc này bọn họ mới đột nhiên cả kinh. Một đá giật mình thiên tầng lãng. Bị dự là Vĩnh Hằng Hư Không bên trong tuyệt đại đôi kiêu hai người công tử ca lại có thể bị Diệp Thần một kiếm đánh lui, hơn nữa còn là lấy vô cùng là hời hợt tư thái. Tiểu tử này kiếm đạo nên là như thế nào khủng bố à? Lý Ngụy tựa vào một mặt đình bên cạnh, thở hồng hộc, hắn trên cánh tay có một đạo nho nhỏ vết máu. Chỉ là từng lau chùi ra bề ngoài. Nhưng Lý Ngụy rõ ràng, mới vừa một khắc kia tử thần đã bao phủ hắn. Như nếu không phải thúc giục không gian thần phù, sợ rằng hắn hiện tại đã là đầu lìa khỏi xác. Vậy thình lình kiếm quang quá mức khủng bố, hàm chứa mênh mông bao la vô cùng kiếm thế, phảng phất là từ một cái khác thời không tới, cường thế nghiền ép nơi này kiếm đạo quy tắc. Người này tuyệt không phải Vĩnh Hằng Hư Không dân bản địa, chẳng lẽ là đến từ thái thượng thế giới sao? Hắn biết từ cảnh giới của mình mặc dù vượt xa Diệp Thần, nhưng hắn thực lực phần lớn đến từ kiếm đạo, nếu như đụng gặp như vậy kiếm đạo nghịch thiên, tu vi thấp với mình tồn tại, hắn là tuyệt đối đấu bất quá đối phương. Một bên khác,
Trương Đào Linh vậy được một ít chảy ra. Hắn cúi đầu nhìn xem mình nứt ra gan bàn tay, một đôi tròng mắt lóe lên mãnh liệt hận ý. Từ Trương gia đi ra đến nay, hắn không có ở bất kỳ người nào trên tay bị thua thiệt, nhưng hết lần này tới lần khác hao tổn ở không biết tên tiểu tốt trên mình. Thằng nhóc, đã như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Đào Linh trên cánh tay xông ra một hồi kỳ dị lực lượng, đem hắn gan bàn tay vết thương vuốt lên, khôi phục như lúc ban đầu, trận này thần kỳ ánh sáng màu đỏ nhạt là Phượng Hoàng thần lực. Mà hắn cũng chính là bởi vì lĩnh ngộ cái này tơ Phượng Hoàng thần lực, hơn nữa tiến hành luyện hóa, trở thành 9 tầng trời tinh thần châu vận chuyển cơ sở. Hắn tuyệt không bị thua cho Diệp Thần. Vậy đạo Phượng Hoàng thần lực, đột nhiên đổi được đậm đà cực kỳ, dọc theo Trương Đào Linh cánh tay quấn quanh tới trên thân bảo kiếm, kích động mở ra, ánh sáng nóng bỏng đem không khí đốt được nóng bỏng, theo Trương Đào Linh, bay múa. Trương Đào Linh lần nữa xuất kiếm, mà lần này, đỏ rực Phượng Hoàng thần lực bộc phát ra ngập trời kiếm khí, dọc theo đường thẳng cắt kim loại đi, lại là đem chu vi vạn dặm không gian, thậm chí còn hư không chỗ sâu hỗn độn, cũng cắt ra từng đạo vết rách. Đám người làm kinh ngạc, Trương Đào Linh sử ra lại là Trương thị gia tộc chỉ truyền tương lai thiếu tộc trưởng tuyệt thế thần kỹ, Phượng Hoàng thần hỏa kiếm. Này là hạng nhất phiến cổ bao la kiếm thế, cuốn lên chư thiên cũng làm thán phục gió bão, phổ biên kiếm khí phong tỏa Diệp Thần. Ùn kéo đến lửa đỏ ánh sáng, giống như lửa cháy mạnh cháy mặt đất, ngay tức thì ngưng tụ thành một ngọn núi lửa, bỗng nhiên phun ra, mang theo hủy thiên diệt địa sát ý, hướng Diệp Thần chạy chém tới. Mà ở đó ngưng tụ cực hạn ngọn lửa ánh sáng trong đó, một cái tiếp cận với ngưng hình Phượng Hoàng lửa phát ra gáy vang, trong trẻo vương giả âm, để cho tất cả người là rung động. Đám người thấy lại là một hồi sợ hãi. Trương Đào Linh không hổ là vĩnh hằng hư không tuyệt đỉnh thiên tài. Trình độ cao nhất dưới sự tức giận, lại có thể ngộ được Phượng Hoàng thần hỏa kiếm chân lý, ngưng tụ ra một đầu đến gần thành hình Phượng Hoàng. Nếu như có thể đem lần này Phượng Hoàng triệu hoán tới Côn Bằng lớn, liền có thể đưa tới thiên địa dị tượng, thức tỉnh ngủ say ở cổ xưa thời không chỗ sâu chân chính Phượng Hoàng. Như vậy tới một cái, Trương gia liền có thể mượn cái này viễn cổ thần thú Phượng Hoàng lửa, hoàn toàn trở thành vĩnh hằng hư không xứng đáng không thẹn bá chủ. Trương Đào Linh lúc này vậy cực kỳ hưng phấn, trong mắt chiến ý cháy. Hắn tu luyện nhiều năm cũng không từng ngưng tụ ra một con lành lặn Phượng Hoàng lửa, không nghĩ tới hôm nay thử một lần là được. Hắn ngược lại là phải cảm ơn Diệp Thần. Chỉ có cái loại này tươi đẹp thiên tài kiếm đạo, có lẽ mới có thể kích thích ra, hắn thân thể bên trong kinh khủng nhất lực lượng. Đặc biệt mênh mông hơi thở truyền khắp nơi, liền Trường Sinh Đảo lên thần điện cường giả đều có cảm ứng. Liền liền Nam Cung Nhã Tình thấy, trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh dị, không khỏi được khẽ nhíu mày. Trương Đào Linh triệu hoán ra Phượng Hoàng lửa, đối với bọn họ vĩnh hằng thần điện mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Như vậy tới một cái, một mực bị vĩnh hằng thần điện áp chế Trương gia, thì có hy vọng thành là thứ nhất. Lúc này không thiếu công tử ca đã hoan hô lên, ở trong mắt bọn họ xem ra, một kiếm này ẩn chứa viễn cổ Phượng Hoàng lửa lực lượng thần bí. Căn bản không phải Diệp Thần có thể ngăn trở. Còn có người sợ hãi một kiếm này uy lực, thần sắc biến ảo, nhanh chóng cách xa, hoặc là hai tay kết ấn, thúc giục khẩu quyết, bày ra một đạo quang trận hộ thể phòng ngự. Đối với lần này, Diệp Thần cũng không lộ vẻ được quá mức kinh hoàng, đưa tay cổ tay lộn một cái, Long Uyên Thiên Kiếm lần nữa bộc phát ra đỏ thẫm màu máu ánh sáng. Người cảm thấy một chiêu này đối với ta còn hữu dụng sao? Trương Đào Linh nhanh như vậy cười to, từ trên mặt nổi tới xem, hắn Phượng Hoàng lửa rõ ràng áp chế Long Uyên Thiên Kiếm kiếm khí, Diệp Thần hành động này, không khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng mà, Diệp Thần quanh thân vang lên rắc rắc tiếng. Trong tay hắn một kiếm này bình thản không có gì lạ, hơn nữa chỉ là ngẩng trạng thái, bốn phía không gian đã bắt đầu thành phiến vỡ vụn, tựa như được loại nào đó đụng. Trong hắc động hư không gió bão cuồn cuộn thành sông. Thổi lên cuồng gió vù vù vang dội, có thể Diệp Thần nhưng sừng sững không nhúc nhích, như lão hòa thượng nhập định, dửng dưng như thường. Vậy Phượng Hoàng lửa đập thình thịch dung nham đúc thành hai cánh, mang theo kiếm khí cuồn cuộn tới, giống như tia chớp, thì phải đem Diệp Thần cắt là hai nửa. Có người che mắt, không dám lại xem, bọn họ cảm thấy Diệp Thần một khắc sau ắt sẽ chia năm xẻ bảy. Cũng có người hứng thú bừng bừng, ánh mắt chốc lát chưa từng rời đi. Các nàng liền yêu xem huyết tinh này một màn. Vậy chỉ Phượng Hoàng lửa hơi thở cổ xưa mênh mông, tựa như mở ra thời đại viễn cổ man hoang, thiên địa vạn vật là hắn sử dụng,
long tượng lực vô cùng vô tận. Hơn nữa liền Nam Cung Nhã Tình cùng Lý Ngụy cũng là thần sắc ngưng trọng, bọn họ toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát Trương Đào Linh một kiếm này, nhưng hoảng sợ phát hiện mình chưa chắc có thể tiếp được tới. Nhưng là, ngay tại trong nháy mắt, dị biến phát sinh. Một hồi vô cùng là mạnh mẽ và kinh khủng hơi thở từ Diệp Thần trong cơ thể dâng trào ra, chính xác mà nói là từ Long Uyên Thiên Kiếm bên trên bộc phát ra, truyền tới Diệp Thần trong cơ thể. Nháy mắt tức thì mưa gió biến, nguyên bản tinh không vạn dặm, một khắc sau cũng đã mây đen dày đặc, điện thiểm lôi minh, mưa như chút nước mưa to cuồng rơi tới. Cái này một dị tượng không chỉ có xuất hiện ở Trường Sinh Đảo bầu trời, hơn nữa lan tràn đến Vĩnh Hằng Chi Thành. Bên trong thành không thiếu yêu tộc rối rít thân thể run rẩy, yếu một chút ngã nhào xuống đất, không dám ngẩng đầu nhìn trời. Bọn họ có thể cảm nhận được một loại sợ hãi, vậy là tới từ về linh hồn run rẩy, là vì huyết mạch uy áp. Đó là thần thánh oai rồng. Long, từ viễn cổ tới nay, chính là chí cao vô thượng đại biểu, thần bầu trời Long đã từng đi theo Hồng Quân lão tổ, đem Long tộc dẫn tới không thể so sánh huy hoàng cao độ. Cho dù là sau đó Long tộc thế nhỏ, có thể mỗi một đầu rồng thần đều không phải là như vậy dễ đối phó. Bảo vệ đình viện trận pháp lúc này vậy không nhịn được chấn động, lảo đảo muốn rơi xuống. Nhưng mà, còn xa không có kết thúc. Diệp Thần hai con người duỗi chỗ sâu, bốc lên một hồi cực kỳ đáng sợ ánh sáng. Đó là một cái lóng lánh kiếm. Còn không ra khỏi vỏ, cũng đã quang hàn chín tầng trời. Trận tự quyết, vạn kiếm là quân. Diệp Thần trong lòng mặc niệm, mà một khắc sau, màu đỏ thấm tia sáng chói mắt thật là tránh mù bốn phía đám người ánh mắt. Khi bọn hắn lần nữa mở mắt nhìn, trong lòng rất rung động. Vô số cầm màu đỏ trường kiếm trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, chi chít, khí thế khoáng đạt, giống như ngàn vạn ngọn núi nhô lên, hợp thành phương này kiếm trận. Người chung quanh sắc mặt, biến đổi tái biến. Người này, rốt cuộc là từ đâu tới? Ước chừng lấy thái chân cảnh thực lực cùng người chiến đấu đến đây, có thể nói cực kỳ kinh khủng. Vậy đạo vô thượng oai rồng chiếm cứ ở giữa không trung bên trong, hiện ra hết vương giả tư thái, đầu rồng thông trời, thân rồng như núi, long chảo mang theo, vô tận uy nghiêm cuồn cuộn uy vũ, nguyên phiến thiên địa cũng làm rung động. Mà đầu kia nguyên bản hung diễm ngập trời phượng hoàng lửa ngửa mặt lên trời gáy vang, không giống trước như vậy phách lối, ngược lại là có chút nóng nảy cùng sợ hãi. Từ viễn cổ tới nay, thần thú chủng tộc cách mỗi mấy trăm ngàn năm liền sẽ bùng nổ đại chiến, long tộc cùng phượng tộc luôn là lượn quanh không ra địch thủ cũ, thủ oán tích lũy ngàn vạn năm. Nhưng là mỗi một lần giao chiến, cũng căn bản là long tộc chiếm cứ thượng phong, đem phượng tộc dẫm ở dưới chân. Trương Đào Linh vậy phát giác cái này đạo phượng hoàng thần lực sợ hãi, lúc này không khỏi được thần sắc biến đổi. Hắn muốn biến đổi thủ đoạn, bảo vệ tự thân, nhưng đã không kịp. Long Uyên Thiên Kiếm cực nhanh xoay tròn, kéo theo không gian khí lưu đưa tới vô số hư không chảy loạn, giống như là từng cái cuồn cuộn sông lớn lao nhanh đường chéo vần quanh. Mà vậy từng cái cuồn cuộn con sông, ở điểm tụ ngưng tụ thành một tấm mưa như chút nước miệng lớn, bên trong có răng nanh, mũi nhọn lộ ra, hàm chứa vô thượng hung uy. Cùng lúc đó, cách đó không xa một phiến trong hư không, bạch bào bóng người lặng lẽ hiện lên tại chỗ, nhưng không một người có thể phát hiện hắn. Người tới tất nhiên Vĩnh Hằng Thần Điện Điện Chủ, Nam Cung Vấn Thiên. Hắn nhìn chiến trường, ánh mắt chớp động, có nhiều hăng hái nhìn vậy đang giao phong một rồng một con phượng. Bất quá làm vậy ngập trời huyết long lộ ra răng nanh, thần phượng hoàng lửa liền thua trận, vô cùng kiếm thế bị vậy trương miệng to như chậu máu toàn bộ nuốt mất, thần phượng hoàng lửa kêu gào truyền khắp chân trời. Vậy vốn là lão đảo muốn ngã bảo vệ đại trận, giờ phút này tan tành, hoàn toàn mất đi hiệu lực. Mắt thấy máu sắc long quang thì phải cuộn sạch ra, văng tung tóe Trường Sinh Đảo lên kiến trúc. Một đạo nhẹ nhàng lực lượng đúng lúc tràn ra, tạo lập được vô hình bình phong che chở, đem máu ánh sáng và lửa diễm tất cả đều ngăn cản ở bên trong. Hết thảy cực kỳ kín đáo, tại chỗ không người có thể phát giác. Làm máu ánh sáng và lửa diễm nơi va chạm rung động sau khi biến mất, đám người chỉ có thể thấy chiến trường một phiến không lành lặn, mà Trương Đào Linh bóng người đi sâu vào sâu trong lòng đất. Mặt đất bị đập mở liền một đạo lại một đạo vết nứt. Diệp Thần tay cầm Long Uyên Thiên Kiếm, đứng ở đầu rồng bên trên, uy phong lẫm lẫm, không thể nhất thế. Hắn dưới bàn chân màu máu long ảnh dần dần biến mất, bầu trời nặng gặp ngày minh, ánh mặt trời mới mọc, ấm áp rơi xuống, có thể như cũ không cách nào xua tan đám người kinh hãi trong lòng.
Một người một kiếm, chấn thiên đất xấu. Như thực lực này, có thể nói là đương kim Vĩnh Hằng hư không trẻ tuổi một đời người thứ nhất cũng không quá đáng. Nam Cung Nhã Tình nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt hoàn toàn thay đổi, nàng tới thờ phượng người mạnh là vua, lâu dài tới nay, sở dĩ một thân một mình, cũng không phải là ít hứng thú, mà là mắt cao hơn đầu, căn bản không coi trọng cái này Vĩnh Hằng hư không cái gọi là trẻ tuổi tuấn kiệt. Ở nàng nhìn lại, những người này bất quá là dậm chân tại chỗ, ếch ngồi đáy giếng, chưa nói tới có nhiều ưu tú, nàng từng cùng theo phụ thân đi ra ngoài du lịch chư thiên vạn giới, gặp được rất nhiều thiếu niên cường giả, những người đó mới vừa rồi là trong thiên địa tuyệt thế thiên tài. Ngay tại hôm nay, Nam Cung Nhã Tình động lòng. Đạo thân ảnh kia liền bình tĩnh đứng ở nơi đó, bình thản tự nhiên, không sợ hãi, này cùng dửng dưng cùng khí phách, xuất xứ từ tại thực lực bản thân mạnh mẽ. Nam Cung Nhã Tình đem mới vừa chiến đấu để ở trong mắt, dự cảm mãnh liệt nói cho nàng, Diệp Thần căn bản không có dùng được mình mạnh nhất lá bài tẩy, thậm chí liền một nửa lực lượng đều vô dụng đến. Hắn thực lực, rốt cuộc có bao kinh khủng. Toàn trường yên tĩnh chừng nửa phút lâu, lúc này mới có người kịp phản ứng, những cái kia bình thường cùng Trương Đào Linh giao tình tốt lắm người vội vàng đi qua, cha xem thương thế. Trương Đào Linh bị người từ lòng đất moi ra lúc đó, cả người áo quần rách nát, cực kỳ chật vật không chịu nổi, hơn nữa hoàn toàn đã hôn mê, hơi thở rối loạn, hiển nhiên bị tổn thương rất nặng. Bây giờ còn có người muốn thử một chút ta kiếm sao? Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, lại không một người dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn song kiếm đạo hữu tuyệt đối lòng tin. Đây là, chân trời một đầu khác, vang lên uy vũ vui vẻ cười to tiếng. Người tuổi trẻ, người lại xem ta một kiếm này như thế nào. Từ tầng mây kia chỗ sâu đi ra một người, bạch bào tự nhiên, khí chất lăng nhiên, hắn ầm ỉ cười to, quơ lên bàn tay, trước người cách đó không xa bỗng nhiên hiện ra một chuôi màu bạc trắng trường kiếm, thương sơn phong cách cổ xưa, đạo vận lưu truyền. Vô tận cuồn cuộn khí, đập vào mặt, thâm thúy vô cùng, dắt đưa tới trong hư không đạo đạo nước lũ, trong trời đất này hết thảy, tựa như cũng ngưng kết ở nơi này chuôi màu bạc trắng trên trường kiếm. Giờ phút này, thiên địa cũng theo đó phát sinh biến đổi lớn. Ánh sáng sáng chói từ màu bạc trắng trên trường kiếm bay lên, chói mắt lóa mắt, thần thánh Vĩnh Hằng hơi thở phô triển mở ra, hội tụ ở trên trời khung dưới, tựa như áp đảo trên tinh không. Nổ một tiếng vang thật lớn, vậy ánh sáng sáng chói từ trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống, bất ngờ phong tỏa Diệp Thần. Nam Cung Nhã Tình vội vàng tiến lên hô to đôi câu, thế nhưng ngập trời kiếm mang đem nàng thanh âm hoàn toàn chìm ngập. Người còn lại rối rít tránh không kịp, hoảng hốt chạy trốn, phảng phất như gặp phải cái gì đáng sợ quái vật vậy. Diệp Thần nhíu lại mi, trong nhất niệm có chút không rõ ràng. Lúc này sát chiêu đánh tới, hắn vậy không dám thở ơ, lúc này điều động trong cơ thể luân hồi huyết mạch, hai con ngươi thay đổi là đỏ thẫm vẻ, sôi trào lực lượng từ bàn tay kinh mạch bơm vào đến Long Uyên Thiên Kiếm trong đó. Long Uyên Thiên Kiếm phát ra chấn thiên long minh tiếng, lên như diều gặp gió, cùng vậy ánh sáng sáng chói cứng đối cứng. Mãnh liệt sóng trùng kích lần nữa cuộn sạch vạn dặm trời cao, làm được người chung quanh khổ không thể tả, cho dù bọn họ chưa từng bị thương. Nhưng mà thần hồn đã được kiếm đạo chấn động. Hắn xuất kiếm người rõ ràng chỉ dùng khắc chế lực lượng, ở giây phút sau cùng thu tay, Diệp Thần lúc này mới thả đánh ngang tay. Mặc dù như vậy, vậy bạch bào người đàn ông như cũ vui vẻ cười to, trong mắt lộ ra không giấu được tán thưởng. Được, phá vỡ ta bày ra kiếm trận sau đó, rốt cuộc lại có thể tiếp ta một chiêu này ban ngày sao rơi, người thằng nhóc này là từ nơi nào nhô ra quái vật. Có không tông môn truyền thừa? Nếu không có, liền gia nhập ta Vĩnh Hằng Thần Điện. Người này tiếng như sấm, ngửa mặt lên trời cười to, vừa thấy liền biết là tính cách cởi mở người. Nghe được theo như lời hắn nói sau đó, Diệp Thần lập tức liền kết luận hắn thân phận. Người tới lại là Vĩnh Hằng Thần Điện điện chủ. Mặc dù trong lòng rất là buồn khổ, nhưng Diệp Thần như cũ không mất lễ phép, chắp tay, dâng lên tôn sưng. Hắn vốn không muốn bại lộ quá sớm mình. Hấp dẫn quá nhiều chú ý, có thể việc đã đến nước này, chỉ có thể nhắm mắt diễn thôi. Nam Cung Nhã Tình chu cái miệng nhỏ nhắn đi tới, ánh mắt u oán. Cha, người đột nhiên này thả ra kiếm chiêu làm ta giật cả mình. Lần sau cha không như thế hù ngươi. Nam Cung Vấn Thiên nụ cười rồi rào, ở con gái mình trước mặt, chút nào không gặp Vĩnh Hằng Thần Điện điện chủ khí thế. Diệp Thần đứng ở một bên, hơi có chút không biết làm sao. Thằng nhóc giỏi.
không muốn như thế khách khí, sau này ngươi chính là Vĩnh Hằng Thần Điện phò mã, có thể được đối với con gái ta khá một chút, nếu không ta cũng không tha cho ngươi. Nam Cung Vấn Thiên lời này, để cho Diệp Thần nhất thời dở khóc dở cười, hắn cũng không muốn làm cái gì phò mã, càng không muốn và cô gái này từng có hơn dây dưa, nhưng Nam Cung Vấn Thiên nói cũng để cho Nam Cung Nhã Cầm mặt nhỏ đỏ lên, cái này một đỏ chính là phong tình vạn trùng, phá lệ làm người ta si mê. Chỉ tiếc như vậy phong cảnh, đã thuộc cho người khác. Không ít công tử ca trong lòng cảm thấy thương tiếc, nhưng trên mặt nổi cũng không dám biểu hiện ra, bởi vì bọn họ đứng trước mặt một tôn tuyệt thế lớn sát thần. Đừng xem Nam Cung Vấn Thiên, bề ngoài hiền lành, tính cách cởi mở, nhưng là hắn gần đây lấy quả quyết sát phạt, không nể mặt mà gọi. Ở Vĩnh Hằng Thần Điện xưng bá Vĩnh Hằng hư không những năm này, Nam Cung Vấn Thiên thuộc hạ không biết dính liền nhiều ít máu tươi, đạp vô số địch nhân xương khô leo lên ngai vàng, này đám nhân vật lại sao hiểu ý tư đơn giản. Cha, Vĩnh Hằng Đại Điển mau muốn bắt đầu, người sao còn chạy đến? Ta tới đón người đi qua, trên đường phát hiện nơi đây có chút dị biến, thuận tiện tới xem, được rồi, đáy hồ kiếm trận đã phá, nên tản tất cả giải tán đi. Nam Cung Vấn Thiên lên tiếng, những người khác không dám không nghe theo, rất nhanh đình viện đổi được tiêu điều không người, Nam Cung Vấn Thiên cũng để cho Diệp Thần cùng theo hắn cùng nhau đi Vĩnh Hằng Thần Điện bên trong điện. Diệp Thần nghe vậy, có chút kinh ngạc. Bởi vì theo hắn biết Vĩnh Hằng Thần Điện bên trong điện, là cường giả chân chính và cự phách mới có thể vào, tượng trưng cho mỗi một tên mời người thân phận địa vị. Người bây giờ là Vĩnh Hằng Thần Điện nữ tế, trở về nhà có gì không thể. Nam Cung Vấn Thiên cười nói, giọng mười phần thân thiết hiền lành. Bất quá Diệp Thần có thể sẽ không bị hắn bề ngoài làm cho mê hoặc, đầu này cáo giả không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Như vậy xem ra, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Sau đó Nam Cung Vấn Thiên cho Diệp Thần chỉ một con đường, là tiến vào bên trong điện lối đi. Diệp Thần cảm ơn, liền trực tiếp đi vào bên trong. Trước khi đi, hắn thấy Nam Cung Nhã Tình sắc mặt có chút biến ảo, há miệng một cái, có thể muốn nói lại thôi. Cho đến Diệp Thần bóng người biến mất ở đó dây leo quấn quanh lối đi trong đó, Nam Cung Nhã Tình mới quay đầu lại, tràn đầy không rõ ràng. Cha, nếu ngươi biết được hắn thiên phú kiếm đạo chắc tuyệt, vậy tại sao còn phải đem hắn bỏ vào trong này? Đây căn bản cũng không phải là đi thông bên trong điện đường. Nam Cung Vấn Thiên cười không nói, qua hồi lâu, hắn mới thong thả nói. Ta chỉ là muốn nhìn một chút kiếm đạo thi triển đến mức tận cùng, có thể hay không phá vỡ bên trong cấm chế, nếu là có thể, vậy ta liền đem ngươi gả tại hắn, từ nay về sau hắn cũng là ta Vĩnh Hằng Thần Điện đảm nhiệm mới thiếu điện chủ, nếu như thất bại. Vậy, liền đương thời người chưa từng xuất hiện qua. Nam Cung Vấn Thiên thu hồi nụ cười trên mặt, ánh mắt híp lại, cho đến lúc này, hắn mới đưa ống tay áo giữa thanh kiếm kia thu hồi đi. Mới vừa nếu như Diệp Thần có phân nửa kháng cự, hắn liền sẽ vận dụng thủ đoạn cưỡng chế. Như vậy xem ra, thằng nhóc này vẫn là thật hiểu chuyện. Cùng lúc đó, Nhâm Phi Phàm bước vào cự môn. Hắn thần sắc ngưng trọng mấy phần, cái này từng tầng bảo vệ. Kết quả đang bảo vệ cái gì? Hắn có suy đoán, nhưng lại không xác thực định. Võ giả, đến hắn cái này cấp bậc, muốn tiến thêm một bước, đều cần nghịch thiên cơ duyên. Thậm chí thái thượng thế giới một ít bí địa, cũng không nhất định thích hợp hắn. Nhiều năm trực giác nói cho Nhâm Phi Phàm, cái này cự môn sau lưng đồ, có thể là vì mình chế tạo. Kết quả thế nào vật? Thời khắc này Nhâm Phi Phàm phát hiện mình lần nữa đi tới một phiến thế giới hắc ám. Hắn vung tay lên, mưu toan lấy một vòng huyết nguyệt dị tượng lần nữa chiếu sáng. Nhưng rất nhanh, Nhâm Phi Phàm phát hiện, mình lại không cách nào vận dụng bất kỳ linh lực. Xem hắn loại cấp bậc này tồn tại, chiếu lý mà nói, thế gian hẳn không có lớn như vậy hạn chế mới đúng. Ngay tại Nhâm Phi Phàm chuẩn bị buông ra cảm giác thời điểm, xuất hiện trước mặt một đạo ánh sáng. Trên bầu trời, bày một đạo ánh sáng rơi xuống đất. Bao phủ ở một vị ông cụ đồ trắng trên thân hình. Ông cụ đồ trắng vậy đục ngầu lại để cho người cảm giác trong suốt trong mắt, ngưng mắt nhìn Nhâm Phi Phàm, khóe môi nhếch lên nụ cười. Mày trắng rủ xuống, cho người một loại tồn tại mãi mãi kỷ nguyên thời đại tiên nhân vậy. Nhâm Phi Phàm giống vậy ngưng mắt nhìn đối phương, hồi lâu, mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai, người chính là bia đá kia chủ nhân đi. Vậy ông già lông mày trắng như cũ không nói lời nào. Cứ như vậy cười nhìn Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm cũng không tiếp tục mở miệng,
hai tay chắp sau lưng, yên lặng chờ đợi đối phương trả lời. Ước chừng một nén nhang thời gian, vậy lão người mới mở miệng, nói ta bất quá là một đạo tàn niệm thôi, nhâm gia thiên mệnh, ngươi có thể biết, ta vì sao phải ở chỗ này chờ ngươi. Nhâm Phi Phàm con ngươi híp lại, nhàn nhạt nói, ngươi cần ta. Ông già đột nhiên phá lên cười, trong tay lại là ngưng tụ ra một bình rượu, bàn tay lại là vung lên, bàn đá ghế đá hiển hóa ra. Hắn tìm được một nơi ngồi xuống, rót hai ly rượu, rồi sau đó đối Nhâm Phi Phàm nói, ngồi. Nhâm Phi Phàm dửng dưng như thường, ngồi ở ông lão đối diện, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Ông già khá là hài lòng, lẩm bẩm nói, tốt một câu ngươi cần ta, nhưng cũng không phải là ta cần ngươi, mà là cái thế giới này cần ngươi. Nói chính xác, là các ngươi, cái này phiến huyền diệu thế giới, cần các ngươi à? Ngươi và Luân Hồi Chi Chủ tự xưng là người bày cuộc, Luân Hồi Chi Chủ thậm chí không tiếc chuyển thế, cũng phải lần nữa bố trí, lên trời mà đi, đây là ồ ạt là ta, mà ngươi du ngoạn thương khung, bảo vệ Luân Hồi Chi Đạo, bàn cờ này, đi tới nơi này, thật sự là xuất sắc. Có thể các ngươi có biết hay không, bàn cờ này, càng về sau, các ngươi liền càng sẽ khó khăn. Võ đạo như vậy, càng du ngoạn đỉnh núi, từ lấy là đụng chạm thế giới đỉnh, nhưng cuối cùng cũng sẽ phát hiện mình là ếch ngồi đáy giếng. Ván cờ càng gần đến mức cuối, hơi lơ là, đầy bàn đều là thua, đó chính là đáng tiếc. Nhâm Phi Phàm con người huyết nguyệt rừng dưng sử chi, hắn môi mỏng khẽ nhếch, nói cái này đạo tàn niệm giá trị, chính là cùng ta luận đạo. Ông già sờ một cái râu, lắc đầu một cái, đây là cảnh kỳ. Năm đó, ta bản thể từng và một vị trí giao đã đánh cuộc, ta đem tất cả đặt tiền cuộc cũng đặt ở các ngươi hai người bên trên, nếu như thua, chính là đầy bàn đều là thua, nếu như thắng, tất nhiên vui mừng tự đắc. Nếu muốn các ngươi thắng, ta tự nhiên phải làm một ít chuyện tình. Mà ngươi tới chỗ này mục đích, chính là nơi đây nhân quả. Bất quá, hôm nay ngươi một người tới nơi này, Luân Hồi Chi Chủ. Nha, hắn vì sao sẽ ở Vĩnh Hằng hư không? Chẳng lẽ là tìm vậy huyền tôn cửa? Nhâm Phi Phàm thân thể ngẩn ra, đây bất quá là một đạo tàn niệm, lại chỉ như vậy trong nhất niệm xem bói ra diệp thần rơi xuống và mục đích. Nếu như bản thể, nên là kinh khủng bực nào? Bất quá Nhâm Phi Phàm thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, sợ rằng cái này bản thể đã qua vô số cơ duyên, thậm chí đi không không thế giới, đã sớm không tồn tại tại thực tế bên trong. Cái này cùng tồn tại, đối với thế gian nhân quả xem bói, tự nhiên chỉ có thể để cho bọn họ ngửa mặt trông lên. Tốt lắm, có mấy lời ta không nên nói nhiều, nếu ngươi tới, ta liền đem vật này giao cho ngươi đi. Nói xong, vậy lão người vung tay lên, thế giới này tựa như lúc này thay đổi. Nhâm Phi Phàm phát hiện chân mình đạp chi địa, là một phiến luyện ngục bên trong, mà trên bầu trời, lại treo 10 luân huyết nguyệt. Nhâm Phi Phàm sáng chế võ đạo ý cảnh và pháp tướng, cao nhất chính là 9 luân huyết nguyệt. Mà hôm nay vì sao là 10 luân? Đây đối với Nhâm Phi Phàm nói, tựa như đều có cực mạnh đánh vào. Ông già lột vén râu, nhàn nhạt nói, thương khung huyết nguyệt không phải mấu chốt, kiếm này mới là mấu chốt. Một giây kế tiếp, Nhâm Phi Phàm liền chú ý đến sau lưng lão giả một phiến nóng bỏng ao máu bên trong, cắm một thanh kiếm. Trên thân kiếm đỏ thắm huyết nguyệt đường vân phân bố, dữ tợn, nhưng lại cho người một loại cực độ mỹ cảm. Tựa hồ, là thiện. Hơn nữa, trường kiếm tập thể dục bên trên, bị chi chít xiềng xích quấn quanh, mỗi một cái xiềng xích, đều là nối thẳng thương khung. Lại là từ vậy 10 luân huyết nguyệt bên trên lan tràn xuống. Cho dù Nhâm Phi Phàm có tuyết táng tinh thần, thời khắc này đạo tâm cũng là cực độ chập chờn, hắn cần kiếm này. Kiếm này phảng phất là hắn đo thân chế tạo vậy. Nếu là có kiếm này, hắn thực lực, sẽ có cực kỳ kinh khủng thay đổi. Nhưng, Nhâm Phi Phàm biết, kiếm này cố nhiên nghịch thiên, hơn nữa ông già nói thẳng kiếm này thuộc về mình, có thể tuyệt sẽ không như vậy dễ dàng bắt được. Vậy mỗi một đạo xiềng xích cũng quấn vòng quanh cực mạnh quy tắc, lại phảng phất có đến từ không không thế giới sấm sét vần quanh. Đỏ thấm, cực độ nhiệt độ cao. Băng xanh, cực độ nhiệt độ thấp. Cái loại này kiếm, tất nhiên có kiếm linh, muốn chinh phục, rất khó. Vậy lão người tựa hồ rất hài lòng giờ phút này Nhâm Phi Phàm biểu tình trên mặt, hắn hiếu kỳ nói, làm sao, người cảm giác được mình không cách nào chấp trưởng thanh kiếm này. Nhâm Phi Phàm, người nhưng mà đời này trước 10 tồn tại. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, kiếm này, rất mạnh.
Ông già tiếp tục nói, đây là ta bản thể chế tạo, sử dụng bất kỳ một đạo vật liệu, ở thái thượng thế giới đều là thuộc về làm loãng chân bảo. Dĩ nhiên, có thể chấp trưởng kiếm này người, thế gian có thể có hai người, nhưng cuối cùng chỉ có một người. Nhâm Phi Phàm con ngươi đông lại một cái, kia hai người. Ông già nhìn chằm chằm kiếm kia, nói, bây giờ ngươi, cũng hoặc là, tương lai ngươi. Nhâm Phi Phàm nghe được câu này, hơi lộ vẻ xúc động, hắn không nghĩ nhiều nữa, bước ra một bước, thân thể chính là trôi lơ lửng lại kiếm kia bên trên. Hắn trên cao nhìn xuống ngưng mắt nhìn thanh kiếm kia, nhưng phát hiện hô hấp có chút gấp rút, thậm chí mơ hồ đứng không vững. Kiếm này quy tắc hạn chế lại là to lớn như vậy. Nhâm Phi Phàm vận dụng tuyết táng tinh thần, sau lưng ngưng tụ ra một vòng lại một vòng huyết nguyệt. Rồi sau đó, hư không chập chờn. Hắn vượt qua hư không vết rách, đưa tay ra, năm ngón tay nắm chặt, chỉ như vậy cầm ở chuôi kiếm bên trên. Nháy mắt tức thì, vô số đến từ không không thế giới sấm sét, dọc theo xiềng xích truyền đạt thân kiếm, lan tràn đến Nhâm Phi Phàm toàn thân. Nhâm Phi Phàm con người ứ máu, thân thể nổi gân xanh, cuồng bạo đợt khí từ trong thân thể bạo tán ra. Vậy sau lưng huyết nguyệt dị tượng, tựa như lúc này vỡ vụn. Có thể thấy vậy kiếm mang cho Nhâm Phi Phàm áp lực bao lớn. Nhưng Nhâm Phi Phàm trong mắt, giờ phút này chỉ có kiên quyết. Đây là Nhâm Phi Phàm đạo. Diệp Thần có Lăng Tiêu võ ý và võ tổ đạo tâm, Nhâm Phi Phàm cũng có thuộc tại đạo tâm của mình và võ ý. Đây là hắn bước ngang qua vô tận năm tháng, tiêu diệt vô số cường giả, nơi đúc thành. Một bên ông già cũng là hơi lộ vẻ xúc động, hắn cảm giác nói cho hắn, Nhâm Phi Phàm hiện tại cũng không phải là cầm kiếm cao nhất thời điểm. Nếu như cưỡng ép cầm kiếm, đại khái chỉ có thể kiên trì ba tức. Mà hôm nay, đã qua 10 hơi thở. Ông già do dự luôn mãi, vẫn mở miệng nói, Nhâm Phi Phàm, điểm đến đó thì ngừng đi. Nhưng mà, Nhâm Phi Phàm hoàn toàn sẽ không để ý, quanh thân bộc phát ra siêu cường võ đạo ý uẩn, thiên địa làm biến sắc, thậm chí chung quanh hư không mơ hồ muốn vỡ vụn. Nếu không phải nơi đây có siêu cường quy tắc hạn chế và bảo vệ, sợ rằng nơi này ngay tức thì sẽ biến thành một phiến hư không chảy loạn. Thứ 20 tức, thứ 50 tức, làm đến 63 hơi thở thời điểm, Nhâm Phi Phàm rốt cuộc vẫn là buông lỏng tay. Giờ phút này Nhâm Phi Phàm quanh thân tựa như phân bố vết rách. Như không buông tay, hắn có thể thân tử đạo tiêu. Bất quá, Nhâm Phi Phàm trên mặt nhưng không có chút nào như đưa đám, ngược lại là kích động và nóng bỏng. Hắn thật lâu không có loại cảm giác này. Kiếm này càng khó chinh phục, liền đại biểu thực lực càng mạnh. Đây mới là thuộc về Nhâm Phi Phàm kiếm. Nhâm Phi Phàm không nghĩ nhiều nữa, cũng không để ý ông già, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Ngươi còn muốn thử nghiệm, ông già hỏi. Nhưng mà, Nhâm Phi Phàm nhưng không có chút nào để ý, thời khắc này hắn, trong lòng có một đoàn ngọn lửa, đang cháy. Điên cuồng cháy. Ông già tự nhiên cảm thụ ra Nhâm Phi Phàm thời khắc này trạng thái, hắn ánh mắt ý sâu dài. Cái này Nhâm Phi Phàm đạo tâm cũng kiên cố như vậy, hơn nữa tiềm lực kinh người. Vậy luân hồi chi chủ đâu? Luân hồi chi chủ đã chết chuyển thế, bố trí lớn cờ, trọng tu sau đó, tiềm lực và khí vận nhất định vượt xa đã từng. Thứ người như vậy cực hạn, lại ở nơi nào? Không người biết. Cùng lúc đó, vĩnh hằng hư không. Diệp Thần đi vào một phiến vô biên trong bóng tối, càng đến bên trong, càng sâu thẳm không gặp năm ngón tay, hắn tựa như nghe được tới từ địa ngục chỗ sâu thanh âm, một mực đang kêu gọi hắn đi về phía trước. Đi ở nơi này phiến vô biên vô tận trong bóng tối, liền đường dưới chân tựa như đều là hư phù. Vậy may mà Diệp Thần ý chí kiên định, tâm tính trầm ổn, mới không có đi không nhúc nhích. Vậy Nam Cung Vấn Thiên cũng là một cáo già, lần này nếu như ta không đi vào, hắn chỉ sợ cũng sẽ lợi dụng võ lực cưỡng chế bức bách đi, không biết trong hồ lô bán là thuốc gì. Diệp Thần đi vào trong đầu đi, bỗng nhiên có chút hối hận, sớm biết liền không đi phá đáy hồ kia kiếm trận, dẫn được thân phận trước thời hạn bại lộ. Hôm nay sợ là bị vậy Nam Cung Vấn Thiên cho nắm tới làm thử dò xét công cụ. Bất quá nhưng vào lúc này, trong ngực bỗng nhiên chấn động một tí, Diệp Thần lấy ra vừa thấy, là đáy hồ vậy kiếm trận bóng người hóa thành một đạo kiếm quang có phản ứng. Kiếm trận này ẩn hàm huyền tôn cửa hơi thở, hơn nữa bóng người kia vậy nói cho hắn, huyền tôn cửa ở vĩnh hằng thần điện chỗ sâu nhất. Diệp Thần tâm niệm vừa động, hắn lấy ra đạo kiếm quang này,
đặt ở Long Uyên Thiên Kiếm trong đó. Sau đó một mực đi về phía trước, qua không lâu, trước mặt hắn hắc ám tựa hồ là bị loại nào đó lực lượng thần bí cho phong bế, đổi được yếu ớt không chịu nổi. Đánh nát hắc ám, chiếu vào hắn mi mắt là một cái tuyết trắng trắng ngần, băng tuyết đầy trời thế giới. Giá rét băng xương đập vào mặt, cực hàn thế giới, mênh mông bát ngát, một mắt nhìn không tới cuối. Đứa nhỏ, vậy Nam Cung Vấn Thiên cũng không trong lòng hảo tâm, cái thế giới này là độc thành thể hệ, căn cứ ta cảm giác, bên trong thật giống như cất giấu một con quái vật, những băng này tuyết tựa hồ cũng là dùng để trấn áp nó. Diệp Thần trong đầu truyền tới Hoang Lão thanh âm. Hắn lập tức cảnh giác, Hoang Lão kinh nghiệm phong phú, gặp qua gió to sóng lớn, khẳng định sẽ không phán đoán sai lầm. Nhưng là đạo kiếm khí này có phản ứng, có được hay không thuyết minh bên trong có huyền tôn cửa bí mật. Giữa lúc Diệp Thần bước ra bước đầu tiên, tiến vào cái này phiến mênh mông băng tuyết thế giới sau đó, bên tai bỗng nhiên truyền đến một cái quỷ dị tiếng cười. Hi hi, không nghĩ tới ở lão phu mấy năm sống, lại có thể còn có thể gặp được người sống đi vào, Nam Cung Vấn Thiên vậy âm dương người, lúc nào đổi được như vậy chiếu cố lão phu. Cái này đạo tiếng cười phảng phất là từ bốn phương tám hướng tới. Căn bản bắt không tới cụ thể nguồn. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, trừ tuyết trắng trắng ngần, không có những cảnh tượng khác. Đi về phía trước, tới. Đạo thanh âm kia tràn đầy dẫn dụ mùi vị, thật giống như ở trong đó có kinh thế bảo tàng, chờ đợi Diệp Thần đi khai thác như nhau. Diệp Thần bước ra chân, đi như gió, chỉ chốc lát sau, hắn gặp được một tòa cao vút trong mây băng sơn, kết thành cứng rắn lớp băng. Ở đó băng sơn ngay chính giữa. Nhưng là có một viên đầu lâu dữ tợn, hắn tướng như ác quỷ, mặt xanh răng nanh, đôi mắt trợn tròn, ánh mắt tàn bạo, lại trong con ngươi để lộ ra hung quang, đủ để cho người sợ hãi không dứt, sinh lòng sợ hãi. Như vậy loài, ngược lại là bình xanh hiếm thấy, Diệp Thần đối với nó mãnh chừng, một chút cũng không sợ, ngược lại bên trái xem bên phải xem, từ nửa trong suốt to lớn băng sơn tầng bên trong, gặp được như ẩn như hiện màu xanh lá cây sẫm. Như vậy thứ nhất. Hắn liền có thể suy đoán, cái quái vật này là bị phong ấn ở băng sơn trong cơ thể. Thả ta đi ra ngoài, ta có thể ban cho ngươi vô thượng lực lượng, đến lúc đó toàn bộ vĩnh hằng hư không đều đưa là thiên hạ của ngươi. Quỷ diện nói. Diệp Thần nhìn xem hắn, hỏi, ngươi nếu là có thể bắt lại thiên nhân vực cùng hắc ám cấm hải, ta liền có thể cân nhắc một tí. Quỷ diện nhất thời làm im miệng, có thể hắn cũng không giận giận, mà là tiếp tục nói, năm đó. Mới nói liền hai chữ, nó miệng liền nói không ra lời, thật giống như bị phong bế như nhau. Diệp Thần thấy vậy, mở ra hồng mông đại tinh không, dùng luân hồi huyết mạch lực ra chỉ ở hai tròng mắt bên trong cha xem tình huống, cũng không phát hiện dị thường. Rồi sau đó, sắc mặt kia kìm nén được khó chịu quỷ diện lại có thể cất tiếng cười to. Ha ha ha, bị ta lừa chứ? Thật ra thì nơi đây căn bản cũng chưa có thể ngăn được ta, chỉ bất quá ta là đang đợi cơ hội. Diệp Thần gật đầu một cái, không có phản bác hắn, mà là đi tới băng sơn đỉnh núi chỗ, đem toàn bộ băng tuyết bình nguyên cảnh tượng thu hết vào mắt. Hoàng lão đang nói cho hắn một chuyện, có liên quan quỷ diện chuyện cũ năm xưa. Nhắc tới, quỷ này mặt lại còn là hoàng lão trước kia biết, sống sót tuổi 10 phần rất xưa. Quỷ diện ngưng cười to, có chút kỳ quái nhìn Diệp Thần, mà Diệp Thần diễn cảm cười mỉa. Tu la quái, người bị giam ở chỗ này vậy đã nhiều ngày liền đi. Có thể còn nhớ xương trắng ở phương nào. Diệp Thần một câu nói, để cho quỷ diện trợn to hai mắt, trong lòng chấn động không dứt, đồng thời truy hỏi, ngươi gặp qua hắn. Hắn ở nơi nào? Mặt xanh răng nanh quỷ vật bỗng nhiên lúc này tâm trạng kích động, nó chuyển động vậy đôi kinh khủng con ngươi, thẳng trợn mắt nhìn Diệp Thần, muốn từ trên người hắn tìm được câu trả lời. Diệp Thần cười một tiếng, hắn ngồi xếp bằng, yên lặng không nói. Trên thực tế, nhưng là điều động linh niệm cùng Hoang lão tiến hành trao đổi. Hoang lão, ngươi là như thế nào biết được chuyện này? Diệp Thần không khỏi tò mò hỏi, bởi vì là Hoang lão nói cho hắn, quỷ này mặt gọi là Tu La Quái, lại cùng vậy hư không chảy loạn miếu thờ bên trong bị tống giam xương trắng nơi biết. Diệp Thần chỉ là báo một tên chữ, quỷ diện giống như này không kiềm chế được, để cho hắn càng tin tưởng Hoang lão nói. Bởi vì bọn họ hai người ở viễn cổ trong thời kỳ cũng đã sống sót, đã từng đã tham gia viễn cổ chiến tranh, cái trước hóa là đỉnh thiên lập địa xương trắng cự nhân, người sau cũng là biến thành khủng bố dữ tợn Tu La Quái, hoặc giả là sau đó bởi vì tất cả loại nguyên nhân, hai người mới biết bị phân biệt trấn áp đi.
Hoàng lão nói. Vậy hắn cùng huyền tôn cửa có gì liên lạc? Lúc này, Diệp Thần cẩn thận suy tư, từ mới bắt đầu lấy được huyền tôn cửa tin tức, đến hiện tại gặp phải cái này tu la quái, hình như là trong sâu thẳm tự có an bài. Hoàng lão biểu thị không biết, có lẽ, muốn hỏi trước mặt tu la quái tài có thể biết. Mà vốn tới phách lối ngang ngược tu la quái chăm chú nhìn Diệp Thần, từ đó gặp được sau lưng hắn diễn hóa ra tới hình ảnh. Từ xương trắng xuất thế, chấn nhiếp tinh không, cùng Diệp Thần giao thủ, lại càng về sau Diệp Thần cường thế chấn áp, là hắn lập được bài vị, một màn cảnh tượng như nước sóng dạo dực. Nguyên lai là ngươi cứu huynh đệ ta, tu la quái thần sắc phức tạp, quỷ diện răng nanh cũng thay đổi được nhu hòa rất nhiều. Diệp Thần gật đầu một cái, ta ở trên mình ngươi phát hiện cùng vậy xương trắng giống nhau hơi thở, vì vậy mới sẽ nói cho ngươi, mà ta, cũng là bị Nam Cung Vấn Thiên cưỡng chế đưa vào, chưa từng biết được sự tồn tại của ngươi. Quỷ diện tu la hừ lạnh một tiếng, trên lỗ mũi đồng vòng là chấn động. Loài người, chính là một loại dối trá ích kỷ, vòng ân phụ nghĩa sinh vật, rất nhiều năm trước, ta cùng vĩnh hằng thần tộc người cùng nhau, đối kháng trong hỗn độn hư không quái thú, trợ giúp bọn họ giữ được lãnh địa, có thể cuối cùng, bọn họ nhưng bởi vì kiêng kỵ ta lực lượng, đem ta phong ấn ở này, tuyệt đối nam không được thoát khốn. Nam Cung Vấn Thiên để cho ngươi đi vào, cũng bất quá là muốn cho ngươi thử một chút có thể hay không phá ta sau lưng cửa này, thuận lợi tiến vào trong đó, đoán chừng là muốn dò xét ngươi thực lực đi. Ha ha, hắn cũng không sợ ngươi bị ta ăn sao. Quỷ diện tu la vừa dứt lời, thì có cuồn cuộn không dứt ma khí từ trên băng nguyên bùng nổ, ước chừng lan tràn vạn dặm, không gặp cuối. Mà đang ở vậy chỗ xa vô cùng, một tên thân cao vạn trượng hắc ma cự nhân cất bước đi tới, nó đỉnh đầu trời, chân đạp băng hà, mỗi đi một bước thiên diêu địa động. Đi theo mà đến, là đầy trời thương khung đều bị cuồn cuộn ma khí xâm nhập. Hắc ma người khổng lồ sau lưng, xuất hiện muôn vàn nặng dị tượng, ngút trời ma khí kết thành một tấm ùn ùn kéo đến lưới, nặng nề ma cung chỗ ở trong đó, chìm chìm nổi nổi. Còn có tu la địa ngục cảnh tượng như ẩn như hiện, vô số quỷ hồn khóc tỉ tê kêu gào. Ma cung, địa ngục, suối vàng, u minh, hợp thành vô số quỷ lực, thẳng sông lên trời cao, thoát khỏi ngũ hành, chấn nhiếp tứ hải. Vạn trượng ma thần sau lưng, có một đạo môn hộ như ẩn như hiện, đó chính là Nam Cung Vấn Thiên nói thông cửa trời. Này là ma thần nắm giữ, là ta một món linh hồn biến thành, người cứu ta huynh đệ, ta liền thả ngươi đi qua, bất quá dáng vẻ vẫn là phải làm một cái. Ngươi chỉ cần ra một kiếm, liền có thể phá hư cái này ma ảnh, hơn nữa thấy huyền tôn cửa dáng vẻ. Quỷ diện tu la mở miệng nói, hắn vậy đối với lóe lên u lục ánh nến trong con ngươi, bất ngờ có a tỷ địa ngục nổi lên, chúng sanh nỗi khổ tụ tập trong đó, yêu ma quỷ quái đếm không hết. Được, vậy thì đa tạ. Diệp Thần nói tiếng cảm ơn, chợt rút ra Long Uyên Thiên Kiếm, xa xa chỉ hướng vậy mênh mông ma thần đồ sộ ảnh. Vô cùng đỏ tươi hơi thở, từ Long Uyên Thiên Kiếm trên bộc phát ra, thẳng xông lên thương khung. Ùm ùm, chỉ nghe được vậy trong mây mù, có tiếng rồng ngâm phối hợp chặt chẽ gần xa, kiếm khí bén nhọn từ hắn trên mình bộc phát ra. Huyết Long lộ vẻ được vô cùng là hưng phấn, ở nơi này ngút trời ma khí chèn ép dưới, nó từ Long Uyên Thiên Kiếm bên trong đi ra, lên như diều gặp gió, to lớn long ảnh xuyên qua chân trời. Ồ, Long! Quỷ diện tu la có chút kinh ngạc, hắn vốn là dự định để cho Diệp Thần đi lại, ước chừng ra một chiêu là được, nhưng Diệp Thần bộc phát ra kiếm ý, thật sự là vô cùng cường đại. Bao trùm nguyên phiến chân trời nồng nặc hắc vụ, lúc này lại bị bổ ra một kẽ hở, màu máu ánh sáng từ trong sông ra. Huyết khí bừng bừng, giống như thần quang hạ xuống, đỏ tươi nhức mắt tiên khí mang một chút vi hòa, nhưng lại cường thế đánh tới. Diệp Thần hai tròng mắt màu máu đại thịnh, mà hắn vậy ngang nhiên ra tay, cùng vậy long ảnh cùng đánh vào màn trời. Ma âm quán nhĩ, tiên chuông vang triệt. Băng tuyết bình nguyên cảnh tượng, sinh ra kịch liệt lưỡng cực phân hóa, một bên ma khí cuồn cuộn, che che thiên địa vạn vật, một bên khác chính là màu máu ngang dọc, trời làm lui bước. Đỏ đen tương đối, một tà một ma, mỗi người chiếm cứ nửa bầu trời. Vạn trượng ma thần cùng ngàn dặm huyết long diêu tương đối lập, giống như trời và đất đối lập. Hai đạo chúa tể hơi thở, đột nhiên đụng nhau, sinh ra chấn động xuyên thấu vạn cổ, đến vậy cổ xưa chư thiên chiến trường. Thiên địa rung động, đại lộ vỡ nát, vô số mưa máu rối rít rơi xuống, từ trong bầu trời rơi xuống. Tu la quỷ quái mắt thấy trận chiến này trận, luôn miệng khen ngợi,
Như vậy xem ra, cho dù là hắn không buông nước, Diệp Thần Long Uyên Thiên Kiếm cũng có thể phá vạn trượng ma thần. Thời khắc này Diệp Thần, chiếm cứ thượng phong, hắn giống như huyết khí thêm người vạn cổ tiên đế, hàng yêu trừ ma, trấn quỷ phục quái, nắm giữ thiên cơ sương mù dày đặc. Phong cách cổ xưa kiếm thế từ trên trời hạ xuống, rộng lớn vĩ đại, không người có thể ngăn. Long Uyên Thiên Kiếm, Thái Dương Xích Hoàng Trảm. Diệp Thần chợt quát một tiếng, màu máu thương khung thả ra vô tận ánh sáng màu vàng, giống như mặt trời mọc, vô cùng chói mắt. Vô tận ma khí bị một vòng này nắng gắt mặt trời gay gắt nuốt mất, vạn trượng ma thần phát ra một tiếng cổ lão kêu gào, vậy hoàn toàn biến mất ở đó luân kim ngày trong đó. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần nói cảm ơn, chợt đi cánh cửa kia hộ đi tới, bất quá quỷ diện Tu La nửa đường kêu ngừng hắn. Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi sau đó mới thấy ta lão hữu kia, xin nói cho hắn, ta cũng còn sống. Diệp Thần dừng chân một cái. Yên tâm đi tiền bối, khẳng định sẽ. Nói xong, hắn thân hình không có vào ma thần hậu phương cánh cửa kia, từ trong đi ra, cảnh tượng trước mắt biến đổi một hồi, lại thuộc về nguyên dạng. Mà ở ngắn ngủi này trong nháy mắt, hắn gặp được huyền tôn cửa, bị đóng chặt ở một nơi cổ xưa cấm địa bên trong. Hắn từ vậy đầy trời băng nguyên bên trong đi ra, cách đó không xa trong lương đình, Nam Cung Vấn Thiên cha con gái đang chờ hắn. Ngươi lại có thể đi ra. Nam Cung Nhã Tình kinh ngạc không dứt, khá là ngạc nhiên, sau đó nàng bước nhanh đi tới Diệp Thần bên người, cẩn thận quan sát một phen, lúc này mới xác nhận không có lầm. Nam Cung Vấn Thiên chính là cặp mắt như đuốc, đem Diệp Thần trên dưới quét một lần. Sau đó, hắn lúc này mới nói tiểu nhã, ngươi trước mang hắn đi bên trong điện, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, hắn chớp mắt rồi biến mất, thuấn di biến mất. Diệp Thần đại khái rõ ràng hắn đi làm cái gì, trong lòng cười lạnh một tiếng, lại nữa quản hắn. Hắn cùng Nam Cung Nhã Tình cùng tiến vào bên kia lối đi, dọc theo đường đi phồn hoa tựa như rực rỡ, tất cả loại tiên cây bảo dược san sát ở chung quanh, mà thỉnh thoảng, cũng có những người khác ảnh tiến vào trong đó. Con đường này mới là đi thông bên trong điện con đường chính xác, mới vừa Diệp Thần đi vậy một con đường, sợ rằng liền không cẩn thận liền sẽ trở thành là đường chết. Vì vậy hắn đối Nam Cung Vấn Thiên có thể không có cảm tình gì, tên này ngoài mặt hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, trên thực tế âm hiểm cực kỳ. Chỉ sợ là hắn thấy mình phá vỡ Tu La quỷ diện ngăn trở, cho nên chạy tới hỏi thăm đi. Bọn họ ước chừng đi nửa khắc đồng hồ, rốt cuộc tới một dãy núi sườn núi chỗ. Vô cùng linh khí nồng nặc tràn ngập ở cái này ở giữa thiên địa, diễn sinh ra liền vô số linh dược linh thảo, tràn đầy núi khắp nơi đều là bảo vật, mà ở đó trống trải sườn núi chỗ, bất ngờ đứng sừng sững một tòa rộng lớn cực kỳ cung điện. Lúc này có Vĩnh Hằng Thần Điện tỷ nữ ra ra vào vào, trên tay bưng trang bị các loại linh quả linh dược chậu, chắc là đi mở tiệc mời tân khách. Diệp Thí Thiên, người trước đi vào trong tìm cái chỗ ngồi xuống, ta tới xử lý một ít chuyện tình, tới liền lập tức. Diệp Thần cũng không có dùng tên thật, dù sao bây giờ dịch dung cũng là đã từng Diệp Thí Thiên mặt mũi. Nam Cung Nhã Tình xoay người đi một hướng khác đi. Diệp Thần tiếp tục về phía trước, cho đến tiến vào vậy trong đại điện, bên ngoài khoáng đạt vĩ đại đại điện, lúc này càng lộ vẻ được lộng lẫy phú quý. Không thiếu hơi thở chập chờn vô cùng là mạnh mẽ cường giả đã tới nơi này, hoặc gặp mặt trò chuyện, hoặc tính tọa nhắm mắt, căn bản cũng thuộc về chờ đợi trạng thái. Hắn đi vào bên trong, cửa mấy người lập tức nhìn lại, nguyên vốn dự định rời đi ánh mắt, nhưng nhận ra được Diệp Thần thực lực sau đó, lại là kinh ngạc di một tiếng. Cái loại này thực lực thấp kém tiểu bối, là như thế nào tiến vào chí cao vô thượng bên trong điện. Diệp Thần vậy không thèm để ý những ánh mắt này, thẳng đi vào bên trong đi, tìm được một vị trí ngồi xuống, bưng ly uống trà, đậm đà nước trà có một cổ thuần túy linh khí, có thể theo cổ họng vào bên trong cơ thể. Bồi bổ ngũ tạng lục phủ. Không thể không nói, theo nhờ tại trường sinh đảo linh khí liên miên, Vĩnh Hằng Thần Điện bên trong khắp nơi đều là bảo vật, ở chỗ này tu luyện, chuyện đỡ tốn nửa công sức. Ồ, người xem đó không phải là tùy ngươi cùng tới trước hậu bối sao? Trong đại điện, một nơi trà tọa trước, Vĩnh Xương Tôn Vương đang cùng Thương Mô lão nhân trò chuyện thật vui, mà bỗng nhiên lúc này, Thương Mô lão nhân ánh mắt liếc đến đại điện một góc, rất nhanh phát hiện đang nhàn nhã uống trà Diệp Thần. Vĩnh Xương Tôn Vương tìm hắn phương hướng chỉ nhìn sang, quả nhiên phát hiện Diệp Thần bóng người, lúc này sắc mặt trầm xuống, ánh mắt không tốt. Vĩnh Hằng Thần Điện tân khách chỗ tiếp đãi phân là ngoại điện cùng bên trong điện.
tầm thường tân khách đi tới Trường Sinh Đảo, cũng chỉ có thể bên ngoài điện hội Vĩnh Hằng Đại Điển. Có thể tiến vào bên trong điện, hơn nữa có một chỗ ngồi đều là vang đương đương nhân vật lớn, được Vĩnh Hằng Thần Điện mời. Thí dụ như Diệp Thần cái này cùng nhân tài mới nổi, là không có tư cách tiến vào trong đó. Cho dù là đương kim hư không tân tú bảng trên nổi danh cường giả trẻ tuổi, cũng chỉ có thể bên ngoài điện chờ. Dĩ nhiên, hư không trên bảng hạng trước mấy vậy mấy tên gia tộc lớn công tử ca ngoại trừ, bọn họ có đặc thù quyền lợi. Có thể Diệp Thần chỉ là một tên chàng trai chưa từng có ai biết đến mà thôi, hắn có cái gì tư cách tiến vào bên trong. Một khi bị phát hiện, Vĩnh Hằng Thần Điện người tất sẽ đem hắn đuổi ra ngoài, truy hỏi trách nhiệm. Đến lúc đó hỏi tới hắn trên đầu tới, mặt mũi coi như ném lớn. Nhất niệm đến đây, Vĩnh Xương Tôn Vương buông xuống trong tay linh quả, ba bước làm hai bước, thân hình thuấn di tới, đi tới Diệp Thần chỗ ở trà tọa bên cạnh. Ai cho phép ngươi tiến vào? Vĩnh Xương Tôn Vương cau mày, lạnh lùng hỏi. Diệp Thần tự nhiên uống trà, ngẩng đầu liếc hắn một mắt. Ngươi quản được sao? Hắn đã sớm phát giác Vĩnh Xương Tôn Vương ánh mắt, bất quá hắn cũng không thèm để ý, lão già này mới vừa lên đảo liền đem hắn vứt bỏ, vô cùng không trượng nghĩa, đối với loại người như vậy không có gì đáng nói. Ngươi, Vĩnh Xương Tôn Vương vừa định nổi giận, nhưng nhớ tới mình lập được thiên đạo lời thề, không thể đem này bí mật tiết lộ ra ngoài. Hắn chỉ có thể nói, người tốt nhất là hiện tại nhanh lên lăn ra khỏi nơi này, thừa dịp bị Vĩnh Hằng Thần Điện người phát hiện trước, bên trong điện không phải ngươi loại người này có thể tiến vào. Nếu như ta không thì sao? Diệp Thần nheo mắt lại, cười nói. Hừ, vậy ngươi liền thử một chút đi, đến lúc đó bị Vĩnh Hằng Thần Điện canh phòng đỡ đi ra ngoài, cũng đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Vĩnh Xương Tôn Vương nói xong, phẩy tay áo một cái bảo đi, bất quá cũng không phải là trở lại mình vị trí, mà là ngừng ở một tên người mặc giáp bạc trước mặt thủ vệ, ở bên tai hắn nói nhỏ mấy câu. Tên lính gác kia lập tức khẽ gật đầu biểu thị hội ý, theo hắn cùng mấy người đồng bạn khác hội hợp. Làm xong những thứ này, Vĩnh Xương Tôn Vương khóe miệng mơ hồ vuốt một nụ cười đắc ý. Muốn đấu với hắn, sợ rằng còn non một chút. Ngay sau đó thần điện trong đó, có không ít người chú ý tới, mấy tên người mặc giáp bạc thần điện hộ vệ đi tới một tên nam tử trước mặt, dẫn đầu tên hộ vệ kia quan sát Diệp Thần mấy lần. Ngươi là người phương nào? Vì sao trước chưa bao giờ gặp qua ngươi? Diệp Thần không nhanh không chậm ăn xong trong tay một viên cuối cùng linh quả, còn cầm dậy mặt nạ xoa xoa tay. Ta là người nào, ngươi chỉ cần đi hỏi Nam Cung Nhã Tình tiểu thư liền có thể. Diệp Thần trả lời. Hắn thốt ra lời này, bên cạnh có vị rõ ràng bị tử sắc móc giống thân thể công tử ca liền không vui. Thằng nhóc, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nói bậy bạ, Nam Cung Nhã Tình tiểu thư danh tiếng há là ngươi có thể ô nhục. Lẽ nào lại như vậy, Nhã Tình tiểu thư là thần điện điện chủ con gái, mới vừa rồi ta xem vậy đình viện hồ nhỏ truyền ra động tĩnh, chắc là một vị cường giả đứng đầu phá vỡ kiếm trận trói buộc, trở thành Nhã Tình tiểu thư lang quân như ý, ngươi có thể cùng vậy cùng trẻ tuổi tuấn kiệt so sánh. Mọi người trước kia gặp hắn chưa? Người này là từ nơi nào nhô ra? Hộ vệ, mau chút đem hắn bắt đi ra ngoài đi. Chung quanh mấy người cũng lộ vẻ rất không nhịn được, thấy vậy, mấy tên hộ vệ vậy không do dự nữa đi lên bắt người, Diệp Thần nhưng hừ lạnh một tiếng, bạo phát ra lăng vân khí thế. Ai dám động ta? Hắn thân là luân hồi chi chủ, tuyệt sẽ không chịu đựng như vậy khuất nhục. Huống chi là Nam Cung Vấn Thiên cùng Nam Cung Nhã Tình mời hắn tiến vào, như không phải là vì vậy một chút huyền tôn cửa bí mật, hắn mới không có hứng thú tới chỗ này. Diệp Thần ánh mắt ngay tức thì lạnh như băng, dùng mình nghiêm nghị, thuộc về luân hồi chi chủ vậy phân khí phách thẳng sông lên trời cao, nháy mắt tức thì, vậy mấy tên giáp bạc hộ vệ lấy vì mình là đối mặt với một tôn tuyệt thế thần vương, giơ tay lên liền có thể đem bọn họ tiêu diệt. Cút! Diệp Thần nhàn nhạt phun ra một chữ. Chỉ cái này một chữ, mấy tên hộ vệ đi lui về phía sau mấy bước, trong chốc lát đổi được tiến thối lưỡng nan. Vĩnh Xương Tôn Vương nhìn một màn này, hơi có chút cười trên sự đau khổ của người khác ý. Bên cạnh mấy cái công tử ca không nhìn nổi, lại có thể đứng lên muốn đối Diệp Thần động thủ. Giữa lúc Diệp Thần muốn rút ra Long Uyên Thiên Kiếm thời điểm, một đạo kiều xích tiếng vang lên. Các ngươi đang làm gì? Đại điện cửa bắc miệng, mặc màu đậm váy đầm dài, sang trọng hoa lệ tươi đẹp Nam Cung Nhã Tình mặt đẹp hàm sát. Nàng chỉ là trở về đổi thân quần áo, nhưng không ngờ tới Vĩnh Hằng Thần Điện người lại muốn đối Diệp Thần động thủ.
thật là ẩu tả. Khải bẩm tiểu thư, người này không có nhập điện chứng minh, có người nói hắn chui vào tới, có thể là muốn đối Vĩnh Hằng Thần Điện bất lợi, vì vậy chúng ta ở kiểm tra hắn thân phận. Một gã hộ vệ nói như vậy. Nam Cung Nhã Tình gật đầu một cái, chợt hừ lạnh một tiếng, nàng coi như muộn, lại làm sao có thể không biết trong này phát sinh chuyện này nguyên nhân, bất quá hôm nay đại điển làm trọng, nàng cũng không thể quá nhiều phát tác, nàng vung tay lên, liền nói ta biết hắn, lui ra đi. Ừ, giáp bạc hộ vệ ngay sau đó tan đi, hết thảy lại quy về nguyên dạng, bất quá đám người xem Diệp Thần ánh mắt nhưng không giống nhau. Thằng nhóc này và Nam Cung Nhã Tình lại là quan hệ như thế nào? Nam Cung Nhã Tình nhưng mà Vĩnh Hằng Thần Điện điện chủ con gái độc nhất, thiên phú chắc tuyệt, thực lực cao mạnh, làm người cao ngạo, giống như vậy đứng ở đầu nhánh Phượng Hoàng, quan sát Vĩnh Hằng hư không rất nhiều thanh niên tài tuấn. Chưa từng nghe Nam Cung Nhã Tình cùng một nam tử có khoảng cách gần tiếp xúc, cho dù là nói chuyện, cũng là giữ một khoảng cách, đúng mực. Có thể hôm nay thằng nhóc này là từ đâu tới? Ví dụ như loại này nghi ngờ quanh quẩn ở đám người trong lòng, vẫy không đi. Nam Cung Nhã Tình lại cũng không để ý những thứ này, nàng bước chập chững đi tới Diệp Thần bên người, bước liên tục nhẹ nhàng, phong tình thành thực, giống như vậy một đóa nở rộ diêm dúa hoa, để cho người căn bản không rời ra ánh mắt. Ngươi không có sao chứ? Nam Cung Nhã Tình hỏi. Không sao, một số người cố ý gây chuyện mà thôi. Hắn vừa nói, vô tình hay hữu ý hướng Vĩnh Xương Tôn Vương bên kia nhìn một cái, phát hiện lão già kia thần sắc xác thực không đại tự nhiên. Nam Cung Nhã Tình gật đầu một cái, không nói gì, bất quá nhưng là đem Vĩnh Xương Tôn Vương chỗ ở vị trí ghi xuống. Qua nửa khắc đồng hồ cỡ đó, Nam Cung Vấn Thiên từ bên ngoài trở về, một phiến ồn ào náo động đại điện. Nhất thời đổi được yên tĩnh vô cùng, chỉ có dưới chân hắn Lưu Vân Ngoa đạp ở trên mặt đất nhẹ tiếng vang nhẹ. Để cho các vị đợi lâu, hiện tại Vĩnh Hằng đại điển chính thức bắt đầu. Nam Cung Vấn Thiên khẽ mỉm cười, từ trên mặt hắn không nhìn ra bao lớn tâm trạng chập chờn. Hắn đi tới trên đài cao, theo vung tay lên, cung điện các ngõ ngách phun trào ra màu trắng mây mù, tựa như sinh ra một loại ma lực kỳ dị, đem tất cả mọi người đều bao phủ trong đó. Đợi mây mù lần nữa tiêu tán lúc đó, đám người đã tới một phiến thế giới mới, cổ xưa rừng rậm, lao nhanh con sông, còn có vô cùng vô tận tinh thần nối thành một phiến, phủ tại mái vòm bên trên. Dễ thấy nhất vẫn là một tòa cao vút trong mây đỉnh núi, chính xác mà nói, đó là một đạo có thể xưng là cực đạo đỉnh cấp kiến trúc. Nơi đó có một tòa huy hoàng tế đài, có thể chứa mấy chục ngàn người, do hướng nội bên ngoài độ cong bỗng nhiên cong lại, thẳng sông lên trời cao. Tế đài kết cấu vốn là vách núi, sau đó ở đi qua Vĩnh Hằng Thần Điện tổ tiên sửa đổi biến thành hôm nay hình dáng. Mỗi ngàn năm liền hội cử hành một lần Vĩnh Hằng Đại Điển, lấy này kỷ niệm những cái kia vĩ đại đời trước, là Vĩnh Hằng Thần Điện khai thác lãnh thổ, càn quét hư không. Cũng là vì mời ra tổ tiên phúc trạch, che chở thần điện người trong. Tế đài trung ương Nam Cung Vấn Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, màu bạc trắng kiếm quang từ phá vân tiêu. Mạnh mẽ vô cùng kiếm thế vào giờ khắc này điên cuồng cực kỳ, hóa thành một đạo sợ hãi chúng sanh kiếm quang. Nhìn cái này đạo vô cùng cường hãn kiếm quang, tới tham gia lần này Vĩnh Hằng đại điển cường giả đều là thần sắc biến đổi. Kiếm này tên là Nhất Niệm Vĩnh Hằng, chính là Vĩnh Hằng Thần Điện chấn điện chiêu thức, xưa nay chỉ có điện chủ có thể tu luyện. Hơn nữa một kiếm này, lấy toàn bộ Vĩnh Hằng hư không làm trụ cột rèn luyện kiếm pháp, tổng cộng chia là 72 thức, luyện tới đỉnh cấp cảnh. Thậm chí bổ ra toàn bộ Vĩnh Hằng hư không cũng không nói ở đây. Mấy trăm ngàn năm trước, đã từng có để mặc Vĩnh Hằng Thần Điện điện chủ đem Nhất Niệm Vĩnh Hằng luyện đến chưa từng có ai cảnh giới, vậy như vậy trở thành xứng đáng không thẹn Vĩnh Hằng hư không đệ nhất cường giả. Có thể tên kia Thần Điện điện chủ 2 năm sau đó mới lần lúc trở về, người bị thương nặng, bế quan không ra, ai cũng không cách nào biết được hắn trải qua cái gì. Nhưng là từ đó về sau, vậy Vĩnh Hằng Thần Điện điện chủ liền mất đi thân là đệ nhất cường giả uy thế, thực lực hạ xuống không nói, liền khí thế của cả người vậy trở nên yếu đi rất nhiều, bị người cướp đi đệ nhất cường giả ngai vàng. Cái này vừa đảm nhiệm Vĩnh Hằng Thần Điện điện chủ Nam Cung Vấn Thiên, thực lực siêu nhân, thiên phú lại là vào năm đó vậy đảm nhiệm điện chủ bên trên. Như cho hắn đầy đủ thời gian, sợ rằng sẽ vượt qua vị kia thời kỳ tột cùng. Nam Cung Vấn Thiên thi triển Nhất Niệm Vĩnh Hằng, lấy kiếm pháp triệu hoán Vĩnh Hằng Thần Điện tổ tiên. Vô cùng là đậm đà kiếm đạo quy luật, quấn quanh ở màu bạc trắng trên trường kiếm, theo hắn ánh mắt biến đổi, giơ tay lên ngay tức thì,
một vòng màu bạc loan nguyệt phù diêu bên trên, tựa như muốn xé ra mảnh thiên địa này, thẳng vào tinh thần cảnh. Một kiếm này dường như muốn nghiền ép thế gian tất cả, đạt tới coi thường hết thảy bước. Bộ phận cường giả đỉnh phong trong lòng than thở, xem ra cái này Nam Cung Vấn Thiên còn được chiếm đoạt vĩnh hằng hư không đệ nhất cường giả ngai vàng đã lâu. Diệp Thần cũng ở đây đám người bên trong cách xa trung tâm đội ngũ, hắn ngẩng đầu nhìn vậy một mặt vĩnh hằng kiếm chiêu, bỗng nhiên lúc này xem mở ra linh cặp mắt, vô cùng vô tận kiếm khí hướng hắn bên này cuồng trào tới. Diệp Thần cả người làm rung lên, sau đó nhắm hai mắt lại. Nam Cung Nhã Tình đang hắn bên người, gặp được Diệp Thần hành động này, không khỏi có chút nghi ngờ, tên này chẳng lẽ là bị mình kiếm của phụ thân chiêu hù dọa sao? Ở Diệp Thần đầu óc bên trong, chung quanh tất cả hình ảnh cũng dừng lại, bất kỳ huyên náo thanh âm vậy quy về yên tĩnh. Hắn trước mắt chỉ còn lại có một bức tranh, tại chỗ tất cả mọi người đều biến thành sống pho tượng, động một cái không nhúc nhích. Mà vô hình xúc động chính là từ hắn trong lòng dâng lên, Diệp Thần lúc này mới hoảng hốt ý thức được, cái này chẳng lẽ chính là kiếm kia chiêu trong đó ẩn chứa vĩnh hằng. Hắn đôi mắt chặt nhìn chăm chú tế giữa đài, động nhược ánh nến. Vậy một món vĩnh hằng lực thoáng một cái đã qua, loáng thoáng, vô cùng mờ ảo, Diệp Thần ở chờ Nam Cung Vấn Thiên xuất kiếm, cho đến đối phương lần nữa quơ lên trường kiếm một khắc kia, hắn bắt được trong nháy mắt trống rỗng. Thanh trường kiếm kia trong đó quả nhiên hàm chứa một chút vĩnh hằng lực, hơn nữa tràn ra bộ phận đều bị Diệp Thần hấp thu quấn quanh thành một cái chỉ có chừng một mét linh kiếm, thật nhanh tiến vào trong cơ thể hắn. Nam Cung Nhã Tình lúc này vậy phát hiện Diệp Thần không đúng, hắn cả người còn quấn nhàn nhạt khói mù, cảnh tượng không cần xem nhiều, nhất định là chỗ ở lằn danh đột phá. Hơn nữa cái này đạo hơi thở cùng mình phụ thân thi triển kiếm pháp lúc vĩnh hằng lực vô cùng làm tướng tựa như... Người này lại có thể từ vĩnh hằng nhất niệm trong đó ngộ xảy ra cái gì tới. Thiên phú vậy quá đáng sợ đi. Chỉ tiếc trừ Nam Cung Nhã Tình ra, những người còn lại cũng bỏ quên Diệp Thần, mặc hắn đứng ở đám người vòng ngoài, một mình học hỏi. Ai lại sẽ để ý một vị thái chân cảnh bất nhập lưu nhân vật nhỏ. Diệp Thần giờ khắc này, trong đầu nhớ tới rất nhiều chuyện, đối thái chân cảnh cảm ngộ vậy càng ngày càng sâu. Mình hôm nay đã bước vào thái chân cảnh. Cũng nên hỏi vậy Ngọa Long thần tôn lấy lại Thái Thượng Thiên Nữ để lại cho mình vậy một trang thiên võ Ngọa Long Kinh. Thời khắc này Diệp Thần, trên đỉnh đầu tràn ra vậy một món ánh sáng màu trắng, giống như là con sông tụ vào biển khơi, cùng trên tế đài lóng lánh màu trắng bạc ánh sáng hòa làm một thể. Mà chính là cái này một nhỏ thay đổi nhỏ, để cho đứng ở tế giữa đài Nam Cung Vấn Thiên thần sắc đột biến. Một tòa xa cuối chân trời tường thành như ẩn như hiện, giống như tiên sơn như vậy thần thánh mờ ảo. Tuy nói xúc không thể đạt tới, nhưng Nam Cung Vấn Thiên hưng phấn đến mặt méo mó, hắn tu luyện mấy chục ngàn trở, cũng không có thể chạm được cái này cùng chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong ảo ảnh. Hôm nay nhưng làm được, cái này cũng đại biểu hắn vượt qua kiếm thức hậu kỳ, đi thẳng tới nhất niệm vĩnh hằng mới tinh cao độ. Hắn thực lực cũng theo đó nước lên thuyền lên, đôi mắt lấp lánh có thần, toát ra trước đó chưa từng có thần quang, chỉ là ánh mắt, là được xuyên thủng đỉnh núi. Ha ha! Thật là trời cũng giúp ta. Hắn phi thân lên, hướng trước mặt hư không bổ ra một kiếm, hỗn độn kiếm khí xé một cái sâu đậm lối đi. Thả ra kiếm khí để cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi, có như vậy một cái ngay tức thì, bọn họ cảm giác được mình lâm vào chết tuần hoàn. Rất nhanh loại cảm giác này liền biến mất, bọn họ suy nghĩ trở về thực tế, bất quá đã có người cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Vĩnh Hằng Thần Điện các trưởng lão chính là lộ vẻ được hết sức kích động. Mới vừa rồi đó là, nhất niệm vĩnh hằng, thứ 51 thức, điện chủ vượt qua cái này đạo danh giới, tiến vào mới tinh kiếm đạo cảnh giới. Ha ha, ta vĩnh hằng thần điện quật khởi có hy vọng. Tương lai nhất định sẽ ở Nam Cung điện chủ dưới sự hướng dẫn, giết ra cái này phiến hư không. Thoáng qua tới giữa, vậy đạo màu bạc trắng kiếm quang tiêu tán ở vô hình, mất đi ở tinh không chỗ sâu, chỉ bất quá cũng không lâu lắm, chân trời có mưa sao xa rơi xuống. Mấy trăm vị vĩnh hằng thần điện trải qua đảm nhiệm trưởng môn tất cả xuất hiện, hóa thành từng đạo linh thể, vậy là không có ý thức linh niệm. Vây quanh Nam Cung Vấn Thiên, tựa như ở vui mừng một vị tân sinh vương giả ra đời. Chàng này vĩnh hằng đại điển kéo dài xấp xỉ 15 phút thời gian, những cái kia vĩnh hằng thần điện tổ tông xuất hiện sau đó, mang tới không chỉ là thần điện hiển hách đi qua, còn có huy hoàng tương lai.
Nam Cung Vấn Thiên lại là ở Khánh Điển trên trực tiếp đột phá nhất niệm vĩnh hằng kiếm pháp danh giới, bước vào cảnh giới toàn mới. Chỉ là đến hắn cảnh giới bực này, bước vào bất kỳ một người nào cảnh giới toàn mới cũng sẽ cần không ngừng cảm ngộ, mà không phải là ước chừng bằng vào nhất niệm lĩnh ngộ. Nhã Tình, ta sẽ lập tức đi trước tổ địa bế quan, tiếp theo nắm trong tay huyền tôn cửa, tiến hành cầu nguyện nghi thức chuyện liền giao cho ngươi. Nói xong Nam Cung Vấn Thiên thân hình chậm rãi loãng ra mọi người tầm mắt, mấy đại trưởng lão rối rít tiến lên, phụ tá Nam Cung Nhã Tình tiếp tục tiến hành nghi thức. Diệp Thần đứng tại chỗ, ổn định không nhúc nhích, hắn mới từ một kiếm kia trong đó vậy cảm nhận được liền bất đồng kiếm ý. Hồng Quân kiếm phái tu luyện chỉ thủy một kiếm, chính là thiên địa vạn vật trình độ cao nhất, có thể nghịch chuyển hết thảy, kích động càn khôn, đem tất cả không thể nào đổi là có thể. Mà vĩnh hằng chi đạo, cùng có hiệu quả như nhau chỗ, chỉ bất quá chỉ thủy một kiếm nhấn mạnh là cực hạn khí thế cùng rộng lớn, mà vĩnh hằng chính là nhấn mạnh đỉnh cách quy luật. Trong trời đất này cao cấp quy luật, phải có vĩnh hằng kiếm đạo một dự thính vị. Diệp Thần vừa vặn là lĩnh ngộ một điểm này, đem hai người tướng kết hợp lại, chính là một loại trình độ cao nhất mất đi cao nhất quy luật, khi đạt tới đỉnh cấp đồng thời, định cách ở một khắc kia, mãi mãi bất diệt, siêu nhiên thế ngoại. Cùng trước kia so sánh, kiếm đạo của hắn bên trong lại thêm một chút lạnh nhạt quy luật. Tỉ mỉ muốn đến, cái này dửng dưng như thường kiếm đạo, tựa hồ là đi thông cường giả trên đường một lớn trợ lực. Tỉ như Nhâm Phi Phàm, lại tỉ như Nam Cung Vấn Thiên, đều là kiếm đạo đại thành người. Đứng ở nơi đó, thì có một loại trời sập ta tự yên ổn khí thế. Loại khí thế này không phải chăng có thể hiển hiện ra, chính là cùng thiên địa câu thông, tự nhiên liên lạc, mới khá nước chảy thành sông. Chuyến này cũng coi là có rất nhiều thu hoạch. Bất quá trọng yếu nhất chính là huyền tôn cửa. Hôm nay Nam Cung Vấn Thiên đem đại điện giao cho Nam Cung Nhã Tình, có thể nói, Nam Cung Nhã Tình và huyền tôn cửa có quan hệ trực tiếp. Mấy giờ sau đó, đoạn này thời gian, Nam Cung Nhã Tình một mực nắm giữ đại trận tâm trận, để cho đại điển tiếp tục tiến hành. Bất quá Diệp Thần ở bên cạnh ngược lại là phát hiện cái gì, đại điện nghi thức tế đàn chỗ sâu tựa hồ cất giấu bí mật nào đó. Vừa mới bắt đầu khi đó Diệp Thần còn đang suy đoán, cho tới sau này hắn hoàn toàn xác nhận. Vậy phía dưới tế đàn, chính là huyền tôn cửa. Đúng như dự đoán, kế tiếp hai tiếng sau đó, Nam Cung Nhã Tình đỉnh đầu hiện ra một miếng cổ xưa môn hộ, loáng thoáng bên trong tựa như truyền đến đạo đạo sấm sét, cùng thiên địa dung hợp, nhật nguyệt đồng huy. Quanh thân của nàng có bốn tên vĩnh hằng thần điện cao cấp trưởng lão bảo vệ trận, thực lực đều là đạt tới thiên quân tầng thứ. Mà lúc này, khoảng cách vĩnh hằng thần điện rất xa địa giới, một chiếc tràn đầy hắc ám khí tức hư không thuyền to đang chậm rãi tiến về trước. Chiếc kia hư không thuyền to đang xuyên qua một cái lại một cái vòng xoáy hắc động, cho dù không gian chảy loạn từ bên cạnh mãnh liệt mà qua, nó như cũ sừng sững không nhúc nhích, ngược dòng lên. Nếu như nhìn kỹ lại, vô luận là ai cũng sẽ là rung động, bởi vì cái này một chiếc hư không thuyền to thật sự là quá mức to lớn, hơn nữa thân thuyền vòng ngoài có căn căn nổi lên cốt gai. Mũi thuyền lại là có một tấm hư vô miệng to, trong mơ hồ còn có cự thú viễn cổ hình dáng phơi bày ra. Chiếc thuyền lớn này, lại là do hư không cự thú thân thể chế tạo thành, y theo thể tích tới xem, đầu này hư không cự thú tuyệt đối là tộc quần ở giữa bá chủ cấp tồn tại, nhưng mà như cũng bị săn giết, tử vong sau đó, còn khó hơn trốn bị chế tạo thành thuyền hạm vận mệnh. Thân thuyền sừng nhọn cốt gai, có một người đứng ở phía trên, sừng sững không nhúc nhích, giống như Thái Sơn như vậy kiên cố. Hắn người khoác màu đậm áo choàng, một tấm mặt mũi gợn sóng không sợ hãi, không nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì. Người này, là vĩnh hằng ma tộc tám đại chiến tướng đứng đầu, Diệu Dạ. Mà trừ cái này ra lại có hai người khác đi tới trên bong, một cái trong đó chính là trước từng cùng Diệp Thần giao chiến qua La Thiên chiến tướng. Đối với Diệu Dạ, hai người thần tướng cũng cung cung kính kính, không dám chút nào giả bộ. Diệu Dạ thủ lãnh, chúng ta lần này đi vĩnh hằng thần điện, phải chăng sẽ lộ vẻ được quá mức hấp tấp? La Thiên chiến tướng mở miệng hỏi nói. Nhiệm vụ của lần này đúng là không giải thích được, vĩnh hằng ma tộc vương chỉ là hạ một đạo mệnh lệnh, liền để cho Diệu Dạ mang bọn họ lên đường, đi vĩnh hằng thần điện. Trừ lần này dẫn đội đại thủ lãnh Diệu Dạ ra, còn lại người bất kỳ cũng không biết nguyên nhân. Các ngươi chỉ cần biết chúng ta nhất tộc cùng vĩnh hằng thần điện ân oán, nên làm một cái kết liễu là được. Diệu Dạ cũng không có tiết lộ quá nhiều tin tức, sau khi nói xong hắn nhắm hai mắt, mặc cho gió lớn quất vào mặt, vô tận hư không chảy loạn,
từ bốn phương tám hướng chạy tràn lên, xen lẫn nồng nặc hắc ám. Mà Diệu Dạ nhưng là một bộ đang tu luyện dáng vẻ, không chút nào chịu ảnh hưởng. Còn lại hai người chiến tướng sau đó trở lại bên trong thuyền, bọn họ đối với như vậy hư không chảy loạn, có thể chưa có hoàn toàn miễn dịch. Ở bọn họ sau khi đi, đại thủ lãnh Diệu Dạ giữa lông mày bất ngờ triển khai con mắt thứ ba, đỏ tươi diêm dúa, cuồn cuộn chuyển động, thật là kinh người. Cái này đỏ tươi ánh mắt chuyển động mấy cái, ngay sau đó con người chỗ sâu hiện ra một bức tranh, đó là ở một phiến hắc ám vùng, yên lặng thâm thúy, có thể nghe được chỉ có yếu ớt tiếng tim đập. Mà vậy tiếng tim đập nguồn là một cái to lớn hình cầu vật thể. Đại thủ lãnh Diệu Dạ thấy như vậy vật thể, khóe miệng gợi lên nụ cười quỷ dị. Không biết bảo bối như vậy sẽ cho các ngươi mang đến như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ. Nam Cung Vấn Thiên, ân oán giữa ngươi và ta cũng nên làm một cái kết. To lớn hư không thuyền to tiếp tục đi về phía trước chạy nhanh, chưa từng ngừng nghỉ, nghiền ép một phiến lại một phiến tinh thần. Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng Thần Điện triệu hoán nghi thức đã tiến hành rất lâu rồi, ở thời gian này, Nam Cung Nhã được chưa từng nhúc nhích hơn phân nửa, nhìn lại sau lưng nàng vậy phiến huyền tôn cửa, trên đó ánh sáng ngược lại càng ngày càng hừng hực. Nàng tiến hành hạng nhất nghi thức cổ xưa, định triệu hoán Vĩnh Hằng Chi Thần. Cái gọi là Vĩnh Hằng Chi Thần, chính là cái này phiến Vĩnh Hằng hư không bên trong cổ xưa nhất tồn tại, có thể nói cùng Vĩnh Hằng hư không đồng căn đồng nguyên, hỗ trợ lẫn nhau. Ở đó rất xa niên đại, Vĩnh Hằng Chi Thần cũng coi là cự phách vậy tồn tại, đã từng nắm trong tay một phiến đại thế giới, là chủ tể. Chỉ bất quá sau đó bởi vì đủ loại nguyên nhân, ẩn cư ở không người biết địa phương, chỉ có dùng đặc thù phương pháp mới có thể đem cho gọi ra tới. Huyền Tôn Cửa chính là câu thông cầu. Mấy trăm ngàn năm trước, Huyền Tôn Cửa lực lượng ở một trận đại chiến bên trong tiêu hao hầu như không còn, trải qua mấy trăm ngàn năm bồi bổ, Vĩnh Hằng Thần Điện rốt cuộc đem đưa về đỉnh cấp. Ở nơi này trận Vĩnh Hằng Đại Điển trong đó, nàng thì phải lợi dụng Huyền Tôn Cửa lực lượng, đem Vĩnh Hằng Chi Thần mời tới hạ xuống, để cho Vĩnh Hằng Phúc Trạch hạ xuống Trường Sinh Đảo, che chở Vĩnh Hằng Thần Điện người. Đến lúc đó, Vĩnh Hằng Thần Điện đem sẽ ra đời vô số cường giả, mang theo Vĩnh Hằng nhân quả luân hồi, chỉ cần nàng vung tay lên, liền có thể trở thành Vĩnh Hằng hư không vô địch quân đội, đạp phá Vĩnh Hằng ma tộc lãnh địa, do như vào chỗ không người. Trải qua là lúc thật lâu khí thế ngưng tụ, Nam Cung Nhã Tình cùng vậy mấy tên thực lực trưởng lão cao cường thần điện trưởng lão, cùng mở mắt ra. Lòng bàn tay bất ngờ hiện ra thần bí đường vân, giống như là từng cái du long lưu chuyển leo đi, chỉ chốc lát sau, hội tụ thành cuồn cuộn thế, toàn bộ tràn vào vậy Huyền Tôn Cửa trong đó. Huyền Tôn Cửa môn hộ từ từ mở ra, giờ khắc này, thật giống như có thần binh thần tướng ở gõ la đánh trống, vô số thiên tiên bay lượn ra, chi chít, đếm không hết. Huyền Tôn Cửa môn hộ, vô số ánh sáng rực rỡ nổi lên, hóa thành một đạo chói mắt bảy màu nước lũ, xuyên phá liền chân trời, vậy vượt qua muôn vàn vũ trụ cùng ngân hà. Lại là quét sạch vô số hắc ám, đem chói lọi hoàn toàn mang tới Vĩnh Hằng hư không trong đó. Núp ở nhất thuần đen nhất ám chỗ sâu là Vĩnh Hằng Chi Thần. Lúc này, ngủ say chừng ngàn lâu vạn năm Vĩnh Hằng Chi Thần, tựa hồ cũng nghe được liền loại nào đó triệu hoán, trong mắt hắn giật giật. Ngoài ngàn dặm địa phương liền xuất hiện một đạo thời không nước lũ, đem mấy viên to lớn tinh thần xé tan thành từng mảnh. Một vực thần, khủng bố như vậy. Nhất niệm lực là được biến dạng tinh thần, nghiền đại tinh, bước ngang qua cái nào tinh vực, ở nơi đó mọi người cũng sẽ cúi đầu xưng thần, bò lổm ngổm quỳ xuống. Năm đó Hồng Quân lão tổ biến dạng thế giới hiện thật thành lũy, phá không đi, vô số san sát tại thiên địa đỉnh cường giả chỉ có ngẩng đầu nhìn lên, quỳ bái. Là ai, đang kêu gọi ta? Vĩnh Hằng Chi Thần đã ngủ say quá lâu, không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Hắn rốt cục thì mở hai mắt ra, trong con người có tinh thần lưu chuyển, cuộc bể dâu nháy mắt đổi mà qua, tới từ viễn cổ minh mông hơi thở chậm rãi ở hỗn độn chỗ sâu tràn ngập ra. Vô tận hỗn độn khí tạo thành một bức họa mặt, chính là Vĩnh Hằng Thần Điện, vô số thần điện cường giả ngồi xếp bằng dưới đất, Huyền Tôn Cửa là thần điện tạo ra một đạo màn trời. Ngôi sao chói lọi rơi xuống. Vậy, là từng cùng ta vào sanh ra tử Huyền Tôn Cửa. Vĩnh Hằng Chi Thần nhận ra trôi lơ lửng tại chân trời môn hộ. Hắn vậy đôi lớn nhất con người mở ra, mắt nhìn xuống rất xa thế giới lúc đó, cùng Huyền Tôn Cửa tướng câu thông Nam Cung Nhã Tình cùng với trưởng lão, đều là mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Vĩnh Hằng Thần Điện thử mấy chục ngàn năm, rốt cuộc ở thành công ngày hôm nay lấy được Vĩnh Hằng Chi Thần đáp lại.
Vĩnh hằng chi thần, đừng xem ở chư thiên vạn giới cũng không có bao nhiêu danh tiếng, nhưng dựa theo thực lực cùng lý lịch mà tính, hắn đủ để cùng thái thượng thế giới 10 đại thiên quân lão tổ ngồi ngang hàng. Chỉ có vĩnh hằng hư không người mới có thể hiểu được, vĩnh hằng chi thần là mạnh mẽ dường nào tồn tại. Trời ơi, ta vừa vặn xem bị cái gì cho chi phối, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, coi như gặp phải vĩnh hằng điện chủ thời điểm, cũng không có như vậy thần phục qua. Đó là vĩnh hằng chi thần, tin đồn đem vĩnh hằng chi thần cho gọi ra tới, liền có thể được một chút vĩnh hằng lực lượng. Ta một mực lấy là vĩnh hằng chi thần chỉ là vô căn cứ nói, không nghĩ tới lại là thật. Không thiếu tại chỗ cường giả rối rít là chấn động, bọn họ vậy từng nghe nói qua vĩnh hằng chi thần truyền thuyết, bất quá vậy chỉ là nói nghe đồn đãi. Hôm nay vừa gặp, quả thật đời người may mắn. Nam Cung Nhã Tình thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, cái này mấy ngày tới nay, nàng thời khắc kéo căng thần kinh, không dám buông lỏng chút nào. Sốt cuộc, vẻ ra mây mù gặp trăng sáng. Chỉ cần vĩnh hằng chi thần chịu ban cho vĩnh hằng thần điện một chút thần lực lượng, như vậy bọn họ liền có thể mượn này coi giữ hơn 10.000 năm tới ưu thế, từ đó tiếp tục xưng bá nơi đây. Mà nàng phụ thân Nam Cung Vấn Thiên tu luyện vừa vặn là vĩnh hằng kiếm đạo, nếu có thể được này phúc trạch, nhất định là một lớn trợ lực. Có thể đây là, dị biến nổi lên, trên bầu trời vậy con mắt mâu, dừng lại chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên biến mất, phảng phất từ tới chưa có tới, vậy cổ chấn động hơi thở cũng theo đó thu liếm, biến mất không gặp ẩn nhập trong hư không. Trong chốc lát đắm chìm trong khiếp sợ cùng vui sướng trong đó người đều ngẩn ra. Nam Cung Nhã Tình cho là vĩnh hằng chi thần chân thân sẽ hạ xuống nơi này, cho nên tạm thời trừ ly liền ý chí. Nhưng mà bên trái cùng bên phải cùng đều không gặp mênh mông hơi thở lần nữa hạ xuống. Tiểu thư, nếu không, nếm thử nữa trước liên lạc một tí. Vĩnh hằng thần điện đại trưởng lão không nhịn được mở miệng nói. Nam Cung Nhã Tình hơi làm suy tư, ngay sau đó gật đầu một cái, lần nữa thúc giục huyền tôn cửa. Nhưng mà lần này, huyền tôn cửa bùng nổ quang hoa sáng chói, lại có thể không cách nào xuyên phá thương khung, thẳng tới tinh không chỗ sâu. Nam Cung Nhã Tình mặt đẹp nhất thời đổi được một phiến tái mét, nàng rất rõ ràng hành động này ý vị như thế nào. Vĩnh hằng chi thần cự tuyệt bọn hắn triệu hoán, hơn nữa đóng cửa truyền tống lối đi. Điều này sao có thể? Vĩnh hằng chi thần không phúc trạch bọn họ, phúc trạch ai? Cùng lúc đó, ở vĩnh hằng hư không khác trong một cái góc, vĩnh hằng thánh vương đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa, ở giữa không trung chìm chìm nổi nổi. Cách đó không xa, Tiêu Thủy Hàn ngồi ở trên một cây đại thụ, muốn tĩnh tâm tu luyện, nhưng không cách nào tập trung tinh thần. Vĩnh lão, người nói ta sư phụ một thân một mình đi bên kia, phải chăng sẽ gặp nguy hiểm? Chúng ta thật không cần đi hỗ trợ. Tiêu Thủy Hàn ngẩng đầu nhìn trời, mặt đất mênh mông, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu, mà bọn họ nhưng cùng bầu trời trăng sáng cùng, yên tĩnh ngây ngô trên mặt đất, hết thảy các thứ này, đều là thượng đế kiệt tác. Nơi này vốn là một phiến không người cảnh, nguyên bản tiến vào lối đi đã đóng cửa, nhưng là vĩnh hằng thánh vương bằng vào huyết mạch của mình lực lượng, đã thông nơi này. Ở thiên địa này đổi ngược, càn khôn na di chỗ tu luyện, chuyện đỡ tốn nửa công sức không nói ở đây. Yên tâm đi. Sư phụ ngươi mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là đã trải qua luân hồi, có thường người không cách nào có cơ trí cùng trầm ổn, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm chịu chết sự việc. Vĩnh Hằng Thánh Vương nói, không hề lo lắng Diệp Thần an nguy. Hy vọng như vậy, Tiêu Thủy Hàn đối mình sư phụ cũng có rất sâu biết rõ, từ hắn khi đó quật khởi tại không quan trọng, Tiêu Thủy Hàn liền biết được, Diệp Thần tuyệt đối không phải lỗ mãng người. Chỉ là đối mặt không biết, hắn vẫn sẽ có một ít lo lắng. Vĩnh lão, nơi này chính là ngươi cố hương, ở vào trong hỗn độn hư không, như nếu không phải đi theo ngươi cùng tới đây, sợ rằng ta còn không biết mảnh địa phương này tồn tại. Tiêu Thủy Hàn phát hiện đi tới nơi này sau đó, có chút không nhìn thấu Vĩnh Hằng Thánh Vương. Từ rời đi Vĩnh Xương Tôn Vương nơi đó bắt đầu, hắn liền lâm vào bế quan tu luyện trong đó, một khắc cũng không từng ngừng nghỉ. Tiêu Thủy Hàn gặp Vĩnh lão không nói thêm gì nữa, chỉ có thể quay đầu lại, ngồi xếp bằng. Hô hấp thổ nạp, giữa lúc tĩnh tâm lúc tu luyện, bỗng nhiên lúc này, một đạo động trời hơi thở từ trên trời hạ xuống, phá vỡ cái này mảnh không gian thành lũy những ràng buộc. Vậy đạo hơi thở cực kỳ đáng sợ, đem cái này phiến núp ở hư không chỗ sâu kết giới cũng cho biến dạng. Người tới là một tên có sạch sẽ bột mì người trung niên. Hắn tiến vào cái này mảnh không gian sau đó, Vĩnh Hằng Thánh Vương chính là mở mắt ra, thần sắc có chút kinh nghi bất định.
Tiêu Thủy Hàn cũng không có làm quá phản ứng lớn, là bởi vì là hắn cũng không từ trên người đối phương nhận ra được địch ý, cho nên được trước thăm dò một chút đối phương tới mục đích. Trung niên kia người vượt qua hư không tới, hai tay kéo một cái, thì có tầng tầng thành phiến hư không bị xé ra. Vĩnh Hằng Thần Vương chuyển thế, ngươi có thể còn nhớ ta? Không đúng, xác thực nói, ngươi là Vĩnh Hằng Thần Vương hậu nhân. Người trung niên cười nhạt nhìn về phía Vĩnh Hằng Thánh Vương. Vĩnh Hằng Thánh Vương con ngươi tràn đầy nghi ngờ, ta không rõ ràng ngươi nói gì sao? Người trung niên khẽ mỉm cười, ngươi sẽ rõ, huyết mạch ngươi bên trong, có ngươi tổ tiên trí nhớ. Nói xong, người trung niên đưa tay ra, lại chỉ điểm một chút ở Vĩnh Hằng Thánh Vương trên ấn đường. Ngay lập tức, một đạo khí thức cổ xưa ở Vĩnh Hằng Thánh Vương trong cơ thể tràn ngập. Tiêu Thủy Hàn bản muốn ngăn cản, nhưng rất nhanh liền phát hiện Vĩnh Lão không đúng. Cảm giác bén nhạy của hắn đến, thật giống như Vĩnh Lão biến thành một người khác, nhưng lại thật giống như vẫn là lúc đầu Vĩnh Lão. Thời khắc này Vĩnh Lão thần sắc có chút cổ quái, ánh mắt nhưng là cực kỳ phức tạp, thậm chí hai con ngươi hiện lên cổ xưa quang, cho tới bây giờ hắn đã nhận ra người tới là ai. Ngươi hiện tại nhớ ta sao? Người trung niên mở miệng nói. Vĩnh Lão hai tay chắp sau lưng, khá là tưởng nhớ nhìn một cái chung quanh, sau đó nói, dĩ nhiên nhớ, đi qua nhiều năm như vậy, người dung mạo vẫn là một như thường lệ không có thay đổi, mà ta đã chỉ có thể còn sót lại huyết mạch bên trong. Vĩnh Hằng Thánh Vương lắc đầu một cái, than thở một tiếng. Trung niên kia người mặt không đổi sắc, nói, năm đó vị kia bế quan sau đó, ta đi liền du lịch thế giới. Không ngờ tới ngươi lại bị ma tộc cho đánh bại, từ đây không biết tung tích. Đúng vậy, ta chỉ có thể dựa theo cùng bọn họ ước định bước lui ra Vĩnh Hằng hư không, cuộc đời này lại nữa bước vào, nhưng hôm nay ta hậu nhân bước chân vào lại có ai quan tâm đâu. Đối bọn họ mà nói, ta hậu nhân bất quá là một cái thực lực thấp hèn tên yếu thôi. Vậy ngươi có muốn hay không để cho ngươi hậu nhân khôi phục đã từng là thực lực? Người đàn ông trung niên cười hỏi. Vĩnh Hằng Thánh Vương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đầy mắt không tưởng tượng nổi. Giờ khắc này hắn rốt cuộc và trong huyết mạch tổ tiên trí nhớ dung hợp. Hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ chạy tới cùng hắn nói đùa nói nghe. Thật ra thì lần này tới tìm ngươi, là bởi vì là thần chủ cảm ứng được sự tồn tại của ngươi, phái ta trước tới mời ngươi đi chân chính Vĩnh Hằng hư không chỗ sâu. Vĩnh Hằng Thánh Vương ngẩn ra. Hắn tự nhận là đời này sẽ không có chuyện gì lại để cho mình sinh ra cực lớn tâm lý chập chờn, có thể người trước mặt này nói, dùng hắn lần nữa dao động. Hắn trong miệng nói thần chủ chính là Vĩnh Hằng lực lượng người sáng lập, Vĩnh Hằng hư không chân chính bá chủ, Vĩnh Hằng chi thần. Được, ta tùy ngươi cùng đi qua. Vĩnh Hằng Thánh Vương hoàn toàn hạ định quyết tâm, hắn lần này tiến vào Vĩnh Hằng hư không, cũng là muốn lột xác, dục hỏa sống lại, hơn nữa đối mặt Vĩnh Hằng chi thần cái loại này tồn tại. Hắn căn bản cũng chưa có cự tuyệt chỗ trống. Vĩnh Hằng Thánh Vương nhìn xem Tiêu Thủy Hàn, hỏi, bạn của ta có thể hay không đi theo cùng đi? Trung niên kia người suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó nói, có thể cùng nhau, nhưng là chỉ có thể chờ ở bên ngoài, không thể tiến vào hư không chỗ sâu. Tiêu Thủy Hàn ngược lại là rất minh chuyện, trực tiếp cùng Vĩnh Hằng Thánh Vương nói, ngươi theo hắn trước đi tìm cơ duyên, ta đợi ở bên ngoài vậy phương trong thiên địa, chờ ngươi là được. Đi qua một phen thương nghị, Tiêu Thủy Hàn đi theo đi, bên ngoài chờ đợi, Vĩnh Hằng Thánh Vương vậy đi theo trung niên kia người ra kết giới. Ba người tiến vào không gian lối đi chảy loạn, xuyên qua bên người, mà trung niên kia người gợn sóng không khỏi tiện tay hơi ra một con thuyền nhỏ, ba người bước lên sau đó, bốn phía chảy loạn lập tức đổi được vững vàng. Mà chung quanh bọn họ cảnh tượng cũng đang không ngừng biến hóa. Người trung niên một tay kết ấn, thúc giục pháp quyết. Cái này chiếc thuyền con tựa như cùng mũi tên rời cung, qua lại trong hư không. Ở nơi này phiến thuyền nhỏ bên trong, thời gian trôi qua được vậy rất chậm, có người trung niên giải thích, Vĩnh Hằng Thánh Vương lúc này mới rõ ràng, lúc đầu Vĩnh Hằng Chi Thần là bị Vĩnh Hằng Thần Điện đánh thức, nhưng cũng không có hoàn toàn tỉnh lại, cho nên không cách nào rời đi vực sâu hư không. Vĩnh Hằng Chi Thần, nhìn tổng quát toàn bộ Vĩnh Hằng hư không, bất ngờ phát hiện Vĩnh Hằng Thánh Vương huyết mạch thuần độ cao, đã vượt qua hắn tưởng tượng. Vì vậy đem Vĩnh Hằng Thánh Vương mang tới, là Vĩnh Hằng Chi Thần chủ ý, chí cao vô thượng Vĩnh Hằng Chi Thần tìm được năm đó vị kia Vĩnh Hằng Thần Vương Vĩnh Hằng huyết mạch, cho rằng chỉ có hắn mới là thuần chánh Vĩnh Hằng lực người thừa kế. Hắn phải đem Vĩnh Hằng Thần mạch ban cho Vĩnh Hằng Thánh Vương. Hình ảnh quay về. Lúc này Vĩnh Hằng Thần Điện, bầu không khí có chút vi diệu,
rộng rãi trên tế đài, Nam Cung Nhã Tình lần nữa thúc giục huyền tôn cửa, nhưng không có hiệu quả chút nào. Chỉ chốc lát sau chân trời đầu xa, màu bạc trắng lưu quang nhanh chóng bay tới, là Nam Cung Vấn Thiên. Hắn đang dự định tiến vào tổ địa bế quan, nhưng đột nhiên phát hiện trên trường sinh đảo dị thường, vì vậy chạy tới nơi này. Nghe là vĩnh hằng chi thần cự tuyệt huyền tôn cửa triệu hoán, Nam Cung Vấn Thiên thốt nhiên giận dữ. Hắn thân là một điện chủ, tự nhiên biết rõ vĩnh hằng chi thần phân lược, phàm là có thực lực lấy được vĩnh hằng chi thần đáp lại, vậy hắn nhất định phải đưa ra huyết mạch cùng cơ duyên. Nhã Tình, ngươi lui ra, để cho ta tới. Nam Cung Vấn Thiên tự mình chấp trưởng huyền tôn cửa, hắn đem trường kiếm cắm ở trước người, quần áo trắng vù vù, tiếng gió gào thét, huyền tôn cửa bộc phát ra thông thiên triệt địa ánh sáng, so với trước cường thịnh mấy ngàn mấy chục ngàn lần. Thần điện điện chủ tự mình ra tay, vậy mấy tên trưởng lão vậy buông lỏng không thiếu. Huyền tôn cửa lực lượng xuyên thấu chân trời, lần nữa đi tới vậy vĩnh hằng hư không chỗ sâu, mà lần này thì là có mới đáp lại. Đây là thuộc về cơ duyên của các ngươi, do chủ thượng ban cho, thu cất đi. Một quả nhàn nhạt miếng vảy, xuyên qua vô số hư không đến nơi này bầu trời, ánh sáng chói mắt chẹt từ từ chiếu sáng, xuyên qua chân trời, giống như là bị dẫn hỏa vậy, lại có thể thành thiêu đốt đỏ thẫm vẻ. Đây là phúc trạch hạ xuống, cơ duyên hiện thế. Nam Cung Vấn Thiên nhanh chóng thu hồi tâm thần, sau đó đứng dậy, nặng nề hướng bầu trời thi lễ một cái, người còn lại vậy rối rít noi theo. Vậy thiêu đốt miếng vảy thành chia năm xẻ bảy quả cầu lửa, chậm rãi rơi xuống, ngẫu nhiên phân phối tới mỗi cái địa điểm, phía dưới cầu phúc mọi người động đều không động, yên tĩnh chờ đợi cơ duyên hạ xuống. Vĩnh hằng chi thần phúc trạch hạ xuống, người nào nào dám không nhận. Vĩnh hằng chi thần, ban cho ta tiên phúc. Cùng thiên đồng thọ, thần minh vạn tuế. Không ít người đi theo đồng loạt kêu gào, một đợt cao hơn một đợt, lại hình thành mãnh liệt kêu lên đợt sóng. Tinh hồ lóng lánh, giọt nước cả ngày, thủy mặc vô cùng sơn thủy treo ở giữa không trung bên trong, một khoản tiếp theo một khoản, phác họa thành hình, tản mát ra mạnh mẽ linh khí, quang hà đầy trời, linh động phiêu giật. Tại chỗ tất cả mọi người đều đắm chìm trong bàng bạc linh khí dưới. Có người cảm giác mình mỗi cái lỗ chân lông cũng thư giãn ra, vô cùng thoải mái, linh hồn đều được thăng hoa. Đứng ở trước mặt nhất Nam Cung Vấn Thiên, giang hai cánh tay, số lượng nhiều nhất ánh sáng rực rỡ tràn vào trong cơ thể hắn, vậy mới vừa đột phá thứ 51 thức nhất niệm vĩnh hằng, cũng ở đây từng bước tinh tiến bên trong. Phúc trạch từ từ thối lui, đám người vậy từng bước khôi phục thanh tỉnh, còn có người cảm thán kéo dài thời gian vì sao không thể lâu một chút nữa. Nếu không thực lực liền có thể tại chỗ tinh tiến hai tầng. Thân ở trong đám người không hề nhìn chăm chú Diệp Thần vậy chậm rãi mở hai mắt ra, tồn tại ở trong cơ thể hắn chỉ thủy một kiếm cùng vĩnh hằng kiếm đạo, ngay hoảng hốt tựa hồ sinh ra loại nào đó hòa vào nhau. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang cảm tạ vĩnh hằng chi thần, duy chỉ có một người ngoại lệ. Nam Cung Vấn Thiên. Hắn lấy được phúc duyên, nhưng là như cũ không vui, tâm niệm chuyển động tới giữa, hắn lần nữa ngồi xuống. Sau đó thúc giục huyền tôn cửa. Mà lần này huyền tôn cửa cũng không có liên lạc vĩnh hằng chi thần, mà là hóa thành một mặt nước gợn nhộn nhạo tấm gương. Ở đó tấm gương trong đó, hiện ra chỉ có Nam Cung Vấn Thiên có thể thấy hình ảnh. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, định sẽ phát hiện nước kia người trong kính chính là vĩnh hằng thánh vương. Không, đó là thuộc về ta vĩnh hằng thần mạch. Làm Nam Cung Vấn Thiên thấy vĩnh hằng thánh vương đón nhận vĩnh hằng chi thần huyết mạch truyền thừa lúc đó. Cả người cũng mau tức bể phổi. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy thì không trách ta. Nam Cung Vấn Thiên ánh mắt run lên, hắn phi thân lên, đi tới huyền tôn cửa trước mặt, tay không xé ngay ngắn một cái phiến hư không, tiếp theo huyền tôn cửa hóa thành một đạo lưu quang, trở lại hắn lòng bàn tay trong đó. Mượn huyền tôn cửa lực lượng, Nam Cung Vấn Thiên ung dung vượt qua nhiều hư không thế giới, đi tới một chỗ khác thời không, mà lúc này, Vĩnh Hằng Thánh Vương vừa mới từ Vĩnh Hằng chỗ sâu trở về. Ở một nơi đổ nát tinh vực, Vĩnh Hằng Thánh Vương gặp phải Nam Cung Vấn Thiên. Lại là ngươi cướp đi bản thuộc về ta cơ duyên, thật đúng là không nghĩ tới à, năm đó vị kia hậu nhân, lại sẽ xem chó như vậy ảo não đi. Nam Cung Vấn Thiên ánh mắt cực kỳ lạnh như băng, hắn cong ngón tay bắn ra, màu bạc lưu quang bọc lại nguyên cái ngân hà, ngay tức thì ngưng kết thành băng, tựa như sống lại vậy, băng sương mù tản ra, đem hắn cùng đối diện hai người bao hàm ở trong đó. Mà đối với Vĩnh Hằng Thánh Vương mà nói, Nam Cung Vấn Thiên xuất hiện, lại lần nữa xé ra Vĩnh Hằng Thánh Vương trong huyết mạch vết sẹo.
nhưng hiện tại hắn muốn ứng phó, là càng cường đại hơn kẻ địch. Vĩnh Hằng Thần Điện lãnh vực bên trong, rất nhiều người làm ngạc nhiên, bất quá toàn mặc dù có người phản ứng nhanh nhẹn, theo vậy đạo còn chưa hoàn toàn khép lại hư không lối đi nhìn sang. Có chính là vì xem náo nhiệt, có là vì đi theo điện chủ xuất chiến. Nam Cung Vấn Thiên lấy ra lòng bàn tay huyền tôn cửa, lạnh lùng nói, nếu như ta không đoán sai, Vĩnh Hằng Chi Thần, truyền cho ngươi chính là vậy chí cao vô thượng Vĩnh Hằng Thần Mạch. Ngươi yên tâm, hôm nay cho dù đem ngươi lột ra rút gân, ta cũng phải đem huyết mạch kia lấy ra. Huyền tôn cửa nhanh chóng xoay tròn, ngay tức thì làm lớn ra ngàn lần gấp vạn lần, trên đó hiện ra vạn thú lao nhanh cổ xưa dị tượng. Một khi cái này đạo như nước lũ vậy thú chiều cuốn qua hai người, vậy bọn họ liền sẽ bị nghiền thành cho tàn. Vĩnh lão, cẩn thận, người này khó đối phó. Tiêu Thủy Hàn dẫn đầu lấy ra mình vũ khí, hắn lúc trước tu luyện trong đó tiến một bước lĩnh ngộ ma kha vô lượng trong đó Phật Pháp, hơn nữa đem cùng mình tư tưởng hành vi tướng thống nhất. Quấn quanh nội tâm ma khí cũng bị trừ đi, rửa hết trì hoa, chỉ cần hắn chắp hai tay, đôi mắt thành kính, thần thánh trình độ, giống như Phật Đà trên đời. Thái Thượng Thiên Phật Đạo, Ma Ha Chi Đạo, cổ Phật Nhiên Đăng. Tiêu Thủy Hàn trong tay Pháp trượng bay lên không, Phật quang hiện ra hết, uy lực cuồn cuộn, ở đó vô tướng bàn nhược chỉ dẫn dưới, bộc phát ra vô tận mũi nhọn. Bất quá cái này cùng Phật quang đối với Nam Cung Vấn Thiên mà nói, không có chút nào tác dụng. Hắn hử lạnh một tiếng, huyền tôn cửa lại lần nữa mở, lại thả ra so với cái này sáng chói trăm lần Phật môn lực lượng, kim quang diệu thế, chuông lớn như lã, từng đạo Phật ra tiên văn, giống như nước gợn dạo rực mấy cái. Một khắc sau chính là tóe ra vô tận ý định giết người. Đem Tiêu Thủy Hàn cây kia tượng Phật Pháp trượng đánh hồi nguyên hình. Tiêu Thủy Hàn lui về phía sau hơn bước, ngực kịch liệt phập phồng, một ngụm máu tươi chảy ra khóe miệng. Giữa song phương thực lực cảnh giới chênh lệch chân thực quá lớn, căn bản không phải nhất kích địch. Vĩnh Hằng Thánh Vương ngược lại là lộ vẻ được 10 phần bình tĩnh, hắn yên lặng tụng niệm liền đôi câu, Vĩnh Hằng hơi thở cuộn sạch ra. Nam Cung Vấn Thiên, năm đó liền nhìn ra ngươi sát ý trong lòng quá nặng, không nghĩ tới mấy trăm ngàn năm trôi qua, như cũ như vậy, chưa từng có thay đổi chút nào. Vĩnh Hằng Thánh Vương đón nhận Vĩnh Hằng Chi Thần huyết mạch truyền thừa, một phần chia tổ tiên trí nhớ thức tỉnh. Mà vốn cũng không phàm Vĩnh Hằng huyết mạch đổi được càng thuần túy. Thiên địa Vĩnh Hằng, vạn vật trường sinh, Vĩnh Hằng máu, che đậy chúng sanh. Vĩnh Hằng Thánh Vương thể chất, coi như là cái này Vĩnh Hằng hư không bên trong nơi sinh ra, nhất cái tiềm chất đồ. Vĩnh Hằng Chi Thần lần nữa rơi vào ngủ say trước, nói câu nói sau cùng, để cho hắn trí nhớ như mới. Lại người cường đại cũng chỉ có thể chiếu cố đến tự thân, không cách nào độ mấy độ người. Vĩnh Hằng cũng bất quá là thoáng qua mà thôi. Một câu nói này giản dị cực kỳ, nhưng lại hàm chứa rất sâu triết lý. Vĩnh Hằng Thánh Vương chưa từng hoàn toàn hiểu thấu đáo, nhưng cũng có cảm ngộ. Ha ha, cười nhạo, ta nếu như xem ngươi cùng như vậy cố chấp, sợ rằng đã sớm lưu lạc vũ trụ, không cách nào an thân. Nam Cung Vấn Thiên đối với lần này vô cùng là khinh thường, hắn vậy không nói thêm nữa, trong tay màu trắng bạc trường kiếm, giống như ngân hà vậy sáng chói. Thẳng đứng mà rơi, cuồn cuộn mà sống. Nhất niệm Vĩnh Hằng, thứ 35 niệm, đem thành xương khô. Vĩnh Hằng Thánh Vương, ta mới vừa bước vào cảnh giới mới không lâu, liền cầm ngươi phế vật này tới luyện tập. Ngươi cũng nên vui mừng là chết ở ta dưới một kiếm này. Nam Cung Vấn Thiên nói để cho người vừa tức giận vừa đành chịu, ai có thể lại có biện pháp. Kiếm quang lóng lánh nguyên mảnh tinh không thời điểm, Diệp Thần vậy đi tới nơi này, bước vào mờ mịt bên ngoài không. Lớn như vậy tinh thần bề ngoài, Tiêu Thủy Hàn cùng Vĩnh Hằng Thánh Vương hai người đang cùng Nam Cung Vấn Thiên kịch chiến. Nơi này đã cách xa Vĩnh Hằng Chi Thần sở tại, không có ở đây là bọn họ chỗ che chở. Thánh Vương, mượn ngươi máu dùng một chút, Tiêu Thủy Hàn khẽ quát một tiếng, bàn tay hắn bưng một ly sáng ngời cổ Phật đèn, chỉ là ở nhất niệm Vĩnh Hằng kiếm khí dưới áp chế, không cách nào hoàn toàn cháy. Một khi Vĩnh Hằng máu thêm đi vào, tình huống vậy thì rất nhiều không cùng. Vĩnh Hằng Thánh Vương thần sắc nghiêm túc, đưa ra một cái tay, đem đặt ở cổ Phật Nhiên Đăng bên trên. Ngay tại ở một chớp mắt kia, hắn hai ngón tay khép lại, hóa là một đạo lưỡi dao sắc bén, nơi cánh tay ra cắt một vết thương, huyết dịch màu vàng dừng lại hồi lâu sau đó, dòng nước chảy xuống. Khí tức thần bí cuộn sạch mở, cổ Phật Nhiên Đăng bên trên, ngay tức thì bộc phát ra thần thánh Vĩnh Hằng cuồn cuộn lực, to lớn vô biên,
từng đạo phù văn giống như là sóng lớn vậy ùn ùn kéo đến, cùng màu vàng kim Phật quang hội tụ vào một chỗ, thông hiểu đạo lý, trên đời vô song. Hư không xa xa, tới người xem cuộc chiến vậy rối rít làm kinh ngạc, bọn họ trước đây chưa bao giờ gặp qua như vậy chí thánh tới Phật cao nhất lực lượng. Cho dù là Nam Cung Vấn Thiên nhất niệm vĩnh hằng, vậy ước chừng dừng bước tại thần thông quảng đại, không cách nào chân chánh cùng thiên địa hòa làm một thể. Đây là ý, là thế, là chư thiên vạn giới thuần túy lực lượng, cũng không phải là lấy thực lực làm tiêu chuẩn tới trồng. Cầm một ví dụ tới xem, Sơn Giã Thôn Phu cũng không bất kỳ linh khí phụ thể, có thể hàng năm tu cổ xưa phá kiếm, đối với lần này mê mệt không dứt, hiểu được trong thiên địa tự nhiên kiếm pháp. Mà một người khác là kiếm đạo mọi người, đối tất cả loại bảo kiếm nắm trong tay vô cùng tuyệt diệu gặp chiêu phá chiêu. Đem hai người đặt chung một chỗ hiểu thấu đáo một quyển bí tịch, cái trước tâm vô bàng vụ, cầu biết như khát, một chút tức thông. Người sau đứng ngồi không yên, nặng bao nhiêu nghi ngờ, cuối cùng không thể nào ra tay. Đây cũng là một lòng cầu đạo cùng đạo tâm hỗn loạn thể hiện. Diệp Thần theo cùng đi đến hư không, thân ở xem cuộc chiến khu, nhưng đem hết thảy thu hết vào mắt. Cho dù Tiêu Thủy Hàn cùng Vĩnh Hằng Thánh Vương chung sức hợp tác, cũng không cách nào chống lại Nam Cung Vấn Thiên kinh thiên một kiếm. Diệp Thần trong lòng suy tư, muốn không nên động thủ, trợ giúp hai người thoát đi nơi đây, chỉ là bộ dáng kia tới một cái, mình thân phận vậy sẽ bại lộ, lấy được huyền tôn cửa tỷ lệ đem hạ xuống không thiếu. Không trung sâu thẳm chiến trường trong đó, Vĩnh Hằng Thánh Vương cùng Tiêu Thủy Hàn đã rơi vào trùng trùng nguy cục, Nam Cung Vấn Thiên lĩnh ngộ nhất niệm Vĩnh Hằng thứ 51 thức. Uy lực mau chóng tăng, cùng hư không chỗ sâu hình thành liên hệ đặc thù nào đó. Tiêu Thủy Hàn vốn còn muốn dùng càng phương pháp thần bí, tránh thoát Nam Cung Vấn Thiên kiếm quang. Nhưng là đậm đà kiếm khí ở trên ngôi sao phương lưu chuyển, cùng chư thiên vạn giới mênh mông bầu trời hòa làm một thể. Sáng chói sắc bén tràn đầy nguyên phiến tinh vực, đem nhiên đăng cổ Phật dưới sự che chở Tiêu Thủy Hàn cùng Vĩnh Hằng Thánh Vương đánh rất nguyên hình. Nam Cung Vấn Thiên màu trắng bạc kiếm nổi lên vô cùng mênh mông mưa gió, gào thét ra, nổ tinh thần, nếu là bị một kiếm này chém trúng, cho dù Vĩnh Hằng Thánh Vương hiện tại người mang Vĩnh Hằng thần mạch, cũng sẽ bị đánh trọng thương, thậm chí tại chỗ chết. Vì vậy Diệp Thần lại nữa dự định nương tay, hắn lấy ra Long Uyên Thiên Kiếm, sắc bén đã lộ ra một nửa. Cùng lúc đó, bị luân hồi huyết mạch bao quanh hư bia, nhất thời làm sôi trào, xé Diệp Thần trước mắt không gian. Bất quá vào thời khắc này, thật giống như nguyên cái thiên địa đều bị một cổ yên tĩnh lực lượng bao phủ, vô tận dùng mình cùng sát khí cuộn sạch ra giống như sóng gió kinh hoàng, che khuất bầu trời, phải đem ngay ngắn một cái phiến tinh vực nuốt mất. Đó là thuộc về duy nhất Vĩnh Hằng hơi thở, cuồn cuộn vô địch, giống như muôn vàn ngân hà đồng thời rơi xuống, chút xuống ra. Tất cả mọi người bị cổ lực lượng này trấn trụ, bao gồm Nam Cung Vấn Thiên, hắn vậy ngập trời kiếm ý đã vung giữa không trung. Nhưng chậm chạp không rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Nam Cung Vấn Thiên sắc mặt cuồng biến, bởi vì cái này đạo dùng mình rõ ràng cho thấy nhằm vào hắn. Rất nhanh, hắn liền nghĩ tới liền khả năng nào đó, ngẩng đầu nhìn trời, cắn răng nghiến lợi nói, Vĩnh Hằng chi thần, ta cho đủ ngươi mặt mũi, mời ngươi ngươi không đến, ngược lại đem Vĩnh Hằng thần mạch cho một cái gầy yếu con kiến hôi, hiện tại còn muốn tới làm thiệp chuyện ta, ngươi ý muốn vì sao là... Nam Cung Vấn Thiên ở vào giận dữ trong đó, lại ngay trước mọi người cùng Vĩnh Hằng Chi Thần gọi nhịp, đây có thể để cho một đám tới người xem cuộc chiến bị dọa sợ. Ngươi tâm thuật bất chánh, khó mà tu thành đại lộ, ta vì sao phải đem truyền cho ngươi? Qua hồi lâu, nhàn nhạt trả lời, không cho bất kỳ thanh âm nghi ngờ. Vĩnh Hằng Chi Thần người chưa đến, chỉ một cái tới trước, chỉ gặp đầy trời thương khung xé ra một đạo giống như vực sâu cái khe to lớn. Cuồn cuộn thần quang từ trong sông ra, mang theo trùng điệp không dứt vĩnh hằng lực. Có thể hủy diệt hết thảy, phá hủy chư thiên diệt thế thần chỉ, giống như vô thượng đạo ấn, nghiền ép xuống, cùng vĩnh hằng lực lượng lẫn nhau hòa vào nhau, lòng bàn tay nhắm ngay, bất ngờ là Nam Cung Vấn Thiên. Một kích này nếu như không tiếp nổi, Nam Cung Vấn Thiên sợ rằng giữ nhiều lành ít. Hắn cũng biết tầm quan trọng, trong lòng gầm thét, ánh sáng màu trắng bạc phóng lên cao, xuyên qua cổ kim. Mà vào thời khắc này, hắn tu luyện nhất niệm vĩnh hằng, để cho thời gian ngắn ngủi dừng lại, lại giảm bớt vĩnh hằng chỉ một cái đẩy tới tốc độ. Muốn phải đối phó ta, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Nam Cung Vấn Thiên ngửa mặt lên trời cười to, sợi tóc bù xù, cả người giống như điên cuồng.
hắn đã đem kiếm đạo của mình thi triển đến trình độ cao nhất, vô số không gian mảnh vỡ tầng tầng rơi xuống, bị kiếm khí kia sát ý cắt nhỏ. Dễ như bớn, chấn nhiếp cổ kim. Vô số lực lượng đáng sợ từ bốn phương tám hướng bao phủ tới đây, vô cùng vĩnh hằng lực, tràn vào vậy mấy vạn trượng kim quang thần chỉ trong đó. Hư không chỗ sâu, xuất hiện một cái già nua đục ngầu, nhưng thần quang lóe lên trong mắt. Đó là vĩnh hằng chi thần bản thể Chí Tôn. Tu luyện tới một vực thần cảnh giới, thân thể tứ chi, là được hóa là thế gian vạn vật. Đầu là đỉnh thủ, thân thành sơn nhạc, tứ chi hóa thành dãy núi, trùng điệp mở ra, lông rơi xuống đất mọc rễ, lớn lên đại thụ che trời. Trong cơ thể máu, thì là có thể dòng nước chảy ở lòng sông trong đó, miễn cưỡng không ngừng. Một con mắt màu lực lượng đủ để thông suốt hư không, đến hôm nay cổ chiến trường. Mà hôm nay vĩnh hằng chi thần đích thân hạ xuống, Nam Cung Vấn Thiên nói về được lại tàn nhẫn, cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Hai người va chạm giống như hỏa tinh đụng trái đất, vô số hung quang điên cuồng cuộn sạch, vỡ thành từng đạo lưu quang tán hướng xa xa, người xem cuộc chiến e sợ cho tránh không kịp, sợ bị liên lụy đến. Chiến trường trung ương, kịch liệt va chạm sinh ra dư âm giống như thái dương vậy chói mắt, thậm chí xé toàn bộ hư không, đem đầy trời tinh thần cùng cuốn vào trong đó, hóa là vô số cho tàn. Người bên ngoài vội vàng né tránh, bọn họ căn bản không cách nào thấy rõ bên trong chiến cuộc rốt cuộc ra sao. Mà theo tia sáng chói mắt dần dần tiêu tán, đến một cái bóng người từ thiên rơi xuống, hơn nữa quanh thân giấy lên từng mảnh ngọn lửa. Đó là Nam Cung Vấn Thiên, hắn lúc này ở Vĩnh Hằng chỉ một cái dưới uy lực, người bị thương nặng, ước chừng còn có một chút căn nguyên khí. Nổ kết thúc sau đó, Vĩnh Hằng chi thần hạ xuống vậy một món linh niệm vậy trốn vào hư không biến mất không gặp, hơn nữa còn mang đi Vĩnh Hằng Thánh Vương cùng Tiêu Thủy Hàn hai người. Mấy tên Vĩnh Hằng thần điện trưởng lão vội vàng đi tới, giúp Nam Cung Vấn Thiên ổn định thân hình. Nam Cung Nhã Tình vậy sẽ lo lắng, mắt đẹp trong đó tích chữ đầy nước mắt, nhanh đi đến Nam Cung Vấn Thiên bên người. Người xem cuộc chiến chính là chố mắt nhìn nhau, có một số người lặng lẽ lùi cách cái này phiến hư không, từ lối đi trở lại. Cũng có người lưu ở chỗ này, hơi có chút không biết làm sao. Nam Cung Nhã Tình cùng vậy mấy vị trưởng lão mang Nam Cung Vấn Thiên trọng thương khu, trở lại Vĩnh Hằng Thần Điện. Toàn bộ Trường Sinh Đảo cũng lâm vào một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu, vốn là thanh thế vĩ đại, dùng để hiện ra Vĩnh Hằng Thần Điện thực lực Vĩnh Hằng Đại Điển, lúc này cũng theo đó hạ màn, sau đó không thiếu Vĩnh Hằng Thần Điện trưởng lão đứng ra duy trì trật tự. Vĩnh Hằng Thần Điện trong đó, trừ ra Nam Cung Vấn Thiên ra, còn lại mấy đại trưởng lão thực lực vậy không thể khinh thường, cho nên những người khác không dám ở này lỗ mãng. Người nói, Nam Cung Vấn Thiên hay không còn có thể khôi phục như trước kia trạng thái. Không biết, hắn bị Vĩnh Hằng Chi Thần đả thương, tánh mạng đe dọa, chắc là khó khôi phục. Sau trận chiến này, có lẽ Vĩnh Hằng Thần Điện đệ nhất thế lực ngai vàng khó mà giữ được. Vĩnh Hằng Thần Điện phát sinh biến đổi lớn rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Vĩnh Hằng hư không, vô số thế lực là rung động. Cho tới Nam Cung Nhã Tình, chỉ có thể lâm nguy ra trận, nhận lấy điện chủ cái này một vị đưa, trở thành trên mặt nổi thần điện điện chủ, cùng mấy vị trưởng lão chung nhau duy trì trật tự. Diệp Thần mắt thấy toàn bộ hành trình, hắn biết, đây có lẽ là hắn đoạt được huyền tôn cửa cao nhất cơ hội. Nam Cung Vấn Thiên thương thế như thế nào, đây là ngoại giới rất nhiều người quan tâm. Bất quá Vĩnh Hằng Thần Điện cũng không muốn tiết lộ tin tức này, chỉ là nói nghỉ ngơi chút ngày giờ liền có thể xuất quan. Mà đang ở đoạn thời gian này bên trong, toàn bộ Vĩnh Hằng hư không dòng nước ngầm phun trào. Mấy chục cái siêu nhất lưu gia tộc cùng với tông phái, hoặc hơn hoặc thiếu đều có chút dò xét. Mà Diệp Thần chính là tạm thời ở tại vậy một nơi nhỏ đình viện trong đó Nam Cung Nhã Tình đã tới hai lần, thỉnh cầu hắn tạm thời không phải rời đi nơi này. Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, hắn còn không có được huyền tôn cửa bí mật, làm sao chịu dễ dàng rời đi. Chỉ như vậy qua mấy ngày, Diệp Thần hoàn toàn lâm vào trạng thái tu luyện. Hắn lúc trước có hai lần lĩnh ngộ mới tinh kiếm ý, lần đầu tiên là ở đình viện hồ nhỏ đáy hồ, lần thứ hai chính là ở Nam Cung Vấn Thiên triệu hoán tổ tiên lúc. Vĩnh Hằng kiếm đạo so với chỉ thủy một kiếm hơn nữa hư không mờ ảo, không đoán ra, nếu không phải thiên phú tuyệt đỉnh người, khó mà hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó. Diệp Thần hoàn toàn tiến vào mình ý thức thế giới trong đó, từng lần một suy nghĩ kiếm pháp, mỗi một lần xuất hiện đều có cảm ngộ mới. Lúc ban đêm, Diệp Thần ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ,
ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, bóng đêm bao phủ Trường Sinh Đảo. Có thể một khắc sau, Diệp Thần đột nhiên từ trạng thái tu luyện trong đó tỉnh hồn lại, bởi vì hắn nghe được tựa hồ có thanh âm đánh nhau. Kỳ quái, đây chính là Trường Sinh Đảo, Vĩnh Hằng Thần Điện đại bản doanh, lại có người nào dám vào xâm nhập nơi này? Cho dù là hiện giờ Vĩnh Hằng Thần Điện đệ nhất cường giả Nam Cung Vấn Thiên người bị thương nặng, có thể thần điện nội tình còn đang, tầm thường thế lực căn bản không dám tùy tiện dò xét. Bất quá lúc này đã không có cơ hội biết suy tính, bởi vì trận kia kêu đánh kêu giết thanh âm đã tới đỉnh viện trong đó. Ai? Diệp Thần bỗng nhiên đứng dậy, bộc phát ra vô tận sắc bén. Nếu như ở ải này đầu có người xông vào Trường Sinh Đảo, vậy nhất định là ăn đúng Nam Cung Vấn Thiên trọng thương bế quan, không thể ra tay một điểm này. Mấy cái bóng đen bao vây nóc nhà cùng ngoài cửa sổ. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, hắn thân hình lập tức chớp mắt, trực tiếp xông phá nóc nhà, cùng mấy người kia chính diện tương đối. Âu, thằng nhóc này có chút ý tứ, lại dám chủ động đi ra cùng chúng ta đối chiến. Diệp Thần dõi mắt nhìn lại, nóc nhà chỗ có mấy cái quái dị người, bọn họ có loài người tứ chi, tướng mạo cũng không khỏi nhân ý, giống như là tất cả ma thú biến dị mà đến. Đỏ tươi con ngươi có nhiều hăng hái nhìn chằm chằm Diệp Thần. Trong đó một đầu ma thú tứ chi chạm đất, lúc thỉnh thoảng phun ra đỏ tươi lưỡi, vậy đối với đảo thụ tam giác đồng lóe lên vô cùng sắc bén. Thực lực nhỏ yếu như vậy, nuốt xuống sợ rằng đều không cách nào tăng trưởng nhiều ít tu vi. Một người khác trên đầu chiều dài sừng quái vật chính là lắc đầu một cái, chút nào không hứng thú được. Có thể con rắn kia đồng quái nhân nhưng là uy nghiêm cười một tiếng, lộ ra một hơi cong răng. Nhất là răng cửa vùng lân cận hai viên, dị thường to lớn, có màu đen độc tố ở trong đó dòng nước chảy. Không sao cả, ta chỉ thích hút huyết dịch tươi. Quái nhân đưa ra màu đỏ thắm lưỡi tử, liếm môi một cái, hướng Diệp Thần mãnh phát tới. Diệp Thần cũng không biết bọn họ là từ vì sao mà đến, bất quá lúc này, hắn nếu người đã ở Vĩnh Hằng Thần Điện trong đó, liền sẽ không để cho kẻ địch chiếm tiện nghi. Cái này mấy người bất quá là còn chưa bước vào trăm gia cảnh một đám ô hợp đám người mà thôi, Diệp Thần thậm chí cũng không cần cho gọi ra Long Uyên Thiên Kiếm, mà là lấy tay hóa khí, vô tận kiếm ý xông lên trời không. Một kiếm giơ lên trời, hủy diệt thiên địa, cuồn cuộn thần uy phô triển ra, dẫn dắt ra khí thế để cho người kinh hãi không dứt. Nguyên bản mặt lộ vẻ khinh thường mấy tên quái vật, giờ phút này nhưng hoảng hồn, bọn họ tuy nói trời xanh tính tà ác, nhưng đầu óc không hề ngu. Trước mắt người này rõ ràng cho thấy giấu giếm thực lực. Có thể bọn họ hiện tại trốn không thoát. Vì vậy mấy cái quái vật như chim muôn bay tán ra, thoáng một cái mà tán, phân biệt trốn đi tất cả mấy phương hướng. Muốn đi, cũng không như vậy dễ dàng. Diệp Thần con người đông lại một cái, thông suốt đứng dậy, bỏ mặc như thế nào, hắn trước phải đem mấy cái này quái vật cản lại, bàn hỏi rõ bọn họ rốt cuộc là làm gì. Mấy cái quái vật chạy vẫn chưa tới chừng 10 mét. Liền bị phân tản ra kiếm khí trói buộc ở, rất miễn cưỡng kéo trở về. Ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta tới không phải Vĩnh Hằng Thần Điện cấp thấp đệ tử chỗ ở sao? Vậy con cóc quái vừa hãi vừa sợ, tạm thời tới giữa nói chuyện cũng không lanh lẹ. Bọn họ tất cả đều là bởi vì thực lực nhỏ yếu, mới biết bị phân phối đến loại này địa phương tới quét sạch tàn dư, không nghĩ tới nhưng đụng phải Diệp Thần cái này cùng quái vật. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Trực tiếp hơi ra mấy đạo kiếm quang, đem bọn họ rối rít cuốn lấy, nhúc nhích không được, nếu như có nửa điểm phản kháng chi tâm, kiếm quang liền sẽ xúc chặt một phần. Nói đi, các ngươi là ai? Vì sao dám ở Trường Sinh Đảo bên trong giết người? Diệp Thần mới vừa hỏi xong lời này, núi xa xa đỉnh trong đó bạo phát ra mấy cổ vô cùng là khí thế cường đại, đụng vào lẫn nhau, hiển nhiên đang giao chiến. Diệp Thần híp một cái mắt, nhìn về phía phương xa. Vậy mấy cái quái vật chỉ có thể đầu đuôi gốc ngọn toàn nói ra, lúc đầu bọn họ là ngồi một chiếc hư không thuyền to đi tới Vĩnh Hằng Thần Điện, mà lần này hành động chính là Vĩnh Hằng Ma Tộc bệ hạ tự mình phái người đến. Nghe được Vĩnh Hằng Ma Tộc mấy chữ này, Diệp Thần liền bất ngờ nhớ lại ngày đó nhìn thấy ma tộc thiếu nữ. Nàng địa vị tất nhiên siêu phàm thoát tục, nếu không lại làm sao có thể khởi động vậy cao ngạo nam tử cùng hắn đối chiến. Tóm lại mà nói, Vĩnh Hằng Ma Tộc xâm lược cũng không phải là tin tức tốt. Thật ra thì Vĩnh Hằng Ma Tộc và Vĩnh Hằng Thần Điện ngược dòng lịch sử, có thể nói là đồng tộc, nhưng thời gian trôi qua, ngày xưa quan hệ đã sớm khuôn mặt khác hoàn toàn. Chúng ta đã nói tất cả, có thể thả qua chúng ta sao? Rắn quái nhân chắp hai tay,
vội vàng khẩn cầu nói. Có thể, đưa các ngươi đi địa ngục đi. Diệp Thần gật đầu một cái, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai chạm phá cái này mấy người đầu lâu, để cho bọn họ không có phản kháng chút nào chỗ trống. Giữ lại bọn họ chỉ sẽ đi mật báo tin tức, không bằng một kiếm chém tới. Diệp Thần đi ra đình viện tới, đến Vĩnh Hằng Thần Điện vòng ngoài, nơi này đại đa số cư trú là thần điện bên trong đệ tử tạp dịch, còn có nô bộc. Chỉ bất quá bọn hắn lúc này đều bị Vĩnh Hằng ma tộc người quấn lấy, cái này ma tộc người trong không biết từ nơi nào nhô ra, giống như đêm tối ở giữa âm hồn, cướp hết tiên cơ tới, một sóng tập sát, đưa đến Vĩnh Hằng Thần Điện tổn thất thảm trọng. Vĩnh Hằng Thần Điện nhân viên nồng cốt ở cư trú tất cả lớn cung điện cùng đỉnh núi, cũng gặp phải không cùng trình độ ma tộc người trong vây công. Thần điện người đang ra sức phản kháng, nhưng là phòng thủ chưa đủ, hơn nữa đối với tay tới được đột nhiên, ngắn ngủi 4 tiếng liền chết thảm trọng. Lúc này, có ngày đó gặp qua Diệp Thần một kiếm oai người làm lập tức mở miệng, hướng hắn nhờ giúp đỡ. Đối với lần này, Vĩnh Hằng ma tộc người chính là cười được lớn tiếng hơn. Ngươi mắt là mù sao? Lại có thể hướng một cái thực lực thấp như vậy hơi người nhờ giúp đỡ, chẳng lẽ là muốn cho hắn giúp ngươi nhặt xác? Nếu ngươi yêu cầu, vậy chúng ta giúp ngươi lưu toàn thây đi. Từng đạo châm chọc tiếng bên tai không dứt, không ít quái vật ngông cuồng cười to, thật giống như đem cái này ngàn vạn năm tới nơi chất chứa oán khí toàn bộ phát thiết xong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 340.